Hà có biết tại sao Hắc Phong đảo chủ đột nhiên cải biến chủ ý không? Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, lại hỏi. Cái này, tại hạ cũng không rõ. Tu sĩ trung niên lắc đầu nói ra. Đa tả, Hàn Lập gật đầu nói. Tu sĩ trung niên chắp tay với Hàn Lập, bước nhanh ly khai. Hàn Lập nhìn lại phía tháp truyền tống, ánh mắt chấp động vài cái, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh nắng trên trời, thân hình trượt lóe lên biến mất vô tung, hóa thành một đoàn hư ảnh bay về phía tháp truyền tống, lóe lên rơi vào trước cửa tháp. Cửa tháp đang đóng chặt, hai gã tu sĩ Hắc Phong đảo canh giữ ở hai bên. Hàn Lập không dừng lại chút nào, trực tiếp bay về phía trước, giống như một đoàn khí vô hình xuyên qua đại môn và các tầng cấm chế phía sau, tiến vào bên trong đại sảnh, không gây ra chấn động nào. Lúc này trong đại sảnh tụ tập một đám người đang đợi truyền tống, có chừng 8-90 người. Ánh mắt Hàn Lập hơi co rụt lại, đám người đứng đầu là một đám tu sĩ áo lam, thình lình đúng là đoàn người Lạc Thanh Hải. Hắc Phong đảo chủ Lục Quân cũng đứng bên cạnh mặt tươi cười bồi tiếp cẩn thận, thì ra là thế. Hàn lập thấy cảnh này, gật gật đầu. Chẳng biết là Thanh Hải đã rời khỏi Minh Hàn Tiên phủ lúc nào, và lại còn sớm hơn một bước so với mình, muốn làm chuyện riêng trước. Như vậy cũng tốt, hắn lại dễ dàng tiện đường ly khai. Sau một khắc, thân ảnh Hàn lập im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng mọi người. Sau đó tay điểm một cái lên lưng một thanh niên áo trắng phía trước. Ánh mắt thanh niên áo trắng lập tức trở nên mê man, quay người đưa một phù lục màu lam trong tay cho Hàn lập. Sau đó đi tới đứng ở một bên. Sự tình xảy ra lặng yên không một tiếng động, mọi người trong đại sảnh hầu như không chú ý tới tình huống đằng sau, ngoại trừ một số ít người bên đám Lạc Thanh Hải. Lạc Thanh Hải quay đầu nhìn lại, ánh mắt liếc nhìn đánh giá Hàn Lập, chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh đứng ở nơi đó, thản nhiên đối mặt sự quan sát của Lạc Thanh Hải. Nguyên bản hắn cũng không trông chờ cử động lần này có thể tránh được đám người Lạc Thanh Hải. Nếu như vậy, dù bị đối phương phát hiện cũng không sao cả. Hơn nữa hắn biết rõ tính cách Lạc Thanh Hải, chỉ cần gã không nhìn ra mình là người phương nào, sẽ không tùy tiện hành động. Quả nhiên, hai mắt Lạc Thanh Hải nhìn Hàn Lập một chút, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, không lộ ra điều gì. Bất quá vào thời khắc này, Hàn Lập chợt quay đầu nhìn về phía bên kia. Chỗ đó đứng một đám người, bây giờ đều đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Hàn Lập nhíu mày, ngay vừa rồi, hắn cảm thấy chỗ đó truyền đến một ánh mắt khác thường nhưng ánh mắt kia lóe lên liền lập tức biến mất hắn cũng không phát hiện ra là ánh mắt của người nào có thể làm ra động tính vừa rồi tất nhiên là tồn tại cấp bậc kim tiên trong mắt hàn lập hiện lên một tia dị sắc chẳng lẽ là hô ngôn đạo nhân và vân nghê hoặc là những người khác ẩn giấu ở chỗ này trong lòng của hắn tính toán tiếp tục âm thầm đánh giá đám người kia đã để cho chư vị đạo hiếu đợi lâu giờ đã đến mời chư vị vào pháp trận đúng lúc này một lão giả áo đen đi tới bên cạnh truyền tống trận, nói ra. Mọi người cầm phù lục màu lam trong tay, theo thứ tự bước vào trong truyền tống trận, gã thanh niên áo trắng kia vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy, thần tình mê man. Lục quân thấy cảnh này, ánh mắt đảo qua trên thân hàn lập, trên mặt lộ ra một tia khác thường, lại không nói gì. Lão giả áo đen kia lật tay lấy ra một trận bàn màu trắng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. O, O, N, G một tiếng, trên trận bàn hiện ra bạch quang trói mắt. Truyền tống trận cũng theo đó tỏa sáng hào quang, nở rộ linh quang màu trắng trói mắt, bao phủ đám đông vào, lập tức biến mất vô tung. Lục quân thấy mọi người biến mất, sắc mặt buông lỏng. Trong nháy mắt sau khi đám người truyền tống rời đi, ánh mắt thanh niên áo trắng đứng ở một bên lóe lên, khôi phục thanh minh. Cái này, xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại ở chỗ này? Thanh niên áo trắng nhìn chung quanh, kinh hoàng nói ra. Dẫn hắn ra ngoài, trả lại linh thạch truyền tống cho hắn. Lục quân phất phất tay, nói hai gã tu sĩ hắc phong đảo đáp ứng một tiếng một tả một hữu kẹp lấy thanh niên áo trắng lôi ra ngoài đảo chủ xem như đã tống khứ những ôn thần kia đi rồi lão giả áo đen đi đến bên cạnh lục quân thở dài nói ta sợ là sự tình còn xa xa không có chấm dứt lục quân lắc đầu nói ý của ngài là lão giả áo đen hơi ngẩn ra lúc trước vào tiên phủ cũng không chỉ có thế lực thương lưu cung bây giờ cũng chỉ có đám người lạc thanh hải xuất hiện ở đây như vậy có nghĩa gì tung tích đoàn người tiêu tấn hàn đến nay không rõ, ngoài ra còn có phục lăng tông, trúc long đạo, tất cả mọi người giống như bốc hơi khỏi thế gian, chỉ sợ bên trong tiên phủ đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy ngoài miệng là thanh hải nói không biết rõ tình hình, nhưng ta hiểu rõ người này, sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Việc này bất kể nói thế nào, lại phát sinh ở hắc phong hải vực chúng ta. Lục quân chậm rãi nói ra, ta cho là bọn họ có phương pháp khác, đã ly khai nơi này, dù sao có vài người thần thông quảng đại, vào hắc phong hải vực cũng không phải thông qua truyền tống trận. Thần sắc lão giả cứng đờ, có chút trần chờ nói. Lạc phách kinh phong, hắc hắc, hy vọng bọn hắn cũng đã thông qua chỗ đó, đi xa khỏi hắc phong hải vực chúng ta. Lục quân cười khổ một tiếng nói, đúng rồi, đảo chủ, vũ tình tiểu thư, nàng. Người có từng hỏi qua tin tức nàng từ chỗ người thương lưu cung không? Lão giả áo đen do dự một chút, lại hỏi, không có, không biết là người thương lưu cung thật sự không biết, hay là cố ý giấu giếm. Thần tình lục quân có chút ảm đạm nói, nguyên thần đăng của vũ tình tiểu thư chưa tắt, khẳng định tính mạng không đáng ngại, nói không chừng bây giờ nàng đang bị nhốt ở chỗ nào đó, rất nhanh sẽ thoát thân trở về, đảo chủ không cần phải lo lắng. Lão giả áo đen an ủi, lục quân không nói gì, thở dài, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lão giả áo đen thấy thần tình lục quân như vậy, nhất thời cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Lục quân đứng yên bên cạnh pháp trận một lát, lại thở dài, đang muốn quay người ly khai. Vào thời khắc này, ánh mắt của gã chợt ngưng lại, nhìn về phía mặt đất bên cạnh pháp trận. Chỗ đó chẳng biết lúc nào, rơi xuống một khối ngọc giản màu trắng. Lục Quân nhíu mày, đưa tay phát ra một cỗ hấp lực, hút ngọc giản vào trong tay, thần thức dò xét vào trong. Bên trong ngọc giản chỉ có một nhóm chữ nhỏ. Lệnh nữ vô tình ở trong Minh Hàn Tiên phủ đạt được cơ duyên, bây giờ hết thảy mạnh khỏe, các hạ không cần thấp thỏm nhớ mong. Lục Quân thấy những chữ này mặt lộ vẻ đại hỉ, sự lo lắng trên mặt mất sạch. Gã thu hồi ngọc giản, dưới ánh mắt kinh ngạc của lão giả áo đen, gã khom người thi lễ một cái về phía truyền tống trận. Trước mắt Hàn Lập tràn ngập bạch quang, đầu óc quay cuồng, bên tai truyền đến từng trận tiếng thét. Một hồi lâu, cảm giác khác thường quanh người hắn bỗng nhiên biến mất, ánh mắt khôi phục thanh minh, xuất hiện ở trong một đại sảnh màu trắng khác. Hàn Lập nhìn chung quanh, nhận ra nơi này chính là truyền tống trận ở trong Quan Lan thành. Lúc này, ở một góc đại sảnh khác, còn đứng một đám người, hiển nhiên là đang đợi thông qua truyền tống trận tiến vào hắc phong hải vực. Hàn lập theo những người còn lại từ bên trong truyền tống trận đi ra hướng bên ngoài, rất nhanh đã ra ngoài tháp truyền tống. Hàn lập không có lưu lại nơi đây, trực tiếp lẫn vào dòng người ngoài tháp đi về phía xa, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Một tòa lầu các cách đó không xa, đám người thương lưu cung do Lạc Thanh Hải cầm đầu, cũng chẳng biết họ xuất hiện nơi đây từ lúc nào, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hàn Lập. Cung chủ, lai lịch người này thế nào? bạch diện thư sinh thu hồi ánh mắt hỏi bây giờ vẫn nhìn không ra bất quá xem thủ pháp mà hắn vừa mới thi triển nhất định là một gã kim tiên không thể nghi ngờ hắn hiện tại dùng mặt nạ vô thường minh biến ảo dung mạo cũng không phải là chân dung thực mộng nhi người có nhìn ra thân phận người này không mặt lạc thanh hải lộ vẻ do dự quay người nhìn về phía nam kha mộng bên cạnh hỏi thoạt nhìn thần tình nam kha mộng còn có chút uể oải không nói gì chỉ lắc đầu mặt nạ vô thường minh chẳng lẽ hắn là người luân hồi điện? Lông nghi một lão giả dâu đen khác bỗng nhúc nhích, trong mắt hình như hiện lên quang mang kỳ lạ, hỏi. Có khả năng này, bất quá cũng có thể là người còn sống sót của Trúc Long Đạo, Phục Lăng Tông, hoặc là thế lực khác. Lần này tu sĩ tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ rất nhiều, chúng ta cũng chỉ gặp được một bộ phận mà thôi. Lạc Thanh Hải chậm rãi nói ra, lần truyền tống này là do thương lưu cung chúng ta chủ trì, người này vừa mới đục nước béo cò chiếm lấy một danh ngạch truyền tống, chỉ sợ lai giả bất thiện, có muốn ta đi tra tìm một ít tin tức về người này. Lão giả dâu đen thấp giọng nói ra, hành trình lần này chúng ta tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ đã đạt được mục đích, thân phận người này không rõ, không nên sinh thêm sự cố. Bắc Hàn Tiên vực trải qua việc này, sẽ có một phen dung chuyển cực lớn, chúng ta trước tiên quay về Thương Lưu Cung, bàn bạc kỹ hơn. Lạc Thanh Hải lắc đầu, nói ra, trong mắt lão giả dâu đen hiện lên vẻ thất vọng, bất quá vẫn gật đầu nhẹ. Một đoàn người cất bước đi lên phía trước, Nam Kha Mộng cũng theo mọi người tiến về phía trước, đi được vài bước, trên mặt chợt hiện ra một tầng ánh sáng màu lam quỷ dị, là một tầng băng mỏng màu lam. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, lay động một cái, té xuống mặt đất. Thần sắc Lạc Thanh Hải biến đổi, phất tay đánh ra một cỗ ánh sáng màu lam, đỡ lấy thân thể Nam Kha Mộng. Những người khác thấy vậy, vội vàng đi qua. Chương 521, theo sau. Sắc mặt Lạc Thanh Hải lộ vẻ nghiêm trọng, tay bấm niệm pháp quyết liên hồi. Đoàn ánh sáng màu lam đang nâng lấy thân thể Nam Kha Mộng chợt tách thành năm phần, chui vào các nơi trong cơ thể nàng. Tầng băng mỏng màu lam trên khuôn mặt nàng nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng không còn run rẩy như trước nữa. "Đại cung chủ, nam sư chất bị làm sao vậy?" Bạch Diện thư sinh lo lắng hỏi. "Đây không phải nơi nói chuyện, trước tiên tìm một chỗ để nghỉ chân đã." Sắc mặt Lạc Thanh Hải căng thẳng, mang theo Nam Kha Mộng đi sâu vào Quan Lan thành, chẳng mấy chốc tìm được một khách điếm vắng vẻ, yên tĩnh. Mộng Nhi lúc đại chiến bị thương không nhẹ, sau đó lại còn cưỡng ép thúc dục hàn tinh bia nên bị hàn khí trong bia xâm nhập kinh mạch, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện. Ta cần phải dùng bí thuật chữa thương cho nó ngay bây giờ. Mấy ngày nay gấp rút di chuyển cũng khiến các người mệt mỏi rồi, mỗi người hãy về phòng mình nghỉ ngơi một chút đi. Trước một cái tiểu viện đằng sau khách điếm, Lạc Thanh Hải dặn dò mấy người một câu rồi mang Nam Kha Mộng đi vào. Một lát sau, một tầng cấm chế màu lam hiện ra bao phủ cả tiểu viện có đại cung chủ tự mình ra tay không cần phải lo lắng cho thương thế của nam sư chất nữa mỗi người tự tìm chỗ nghỉ ngơi đi bạch diện thư sinh nói xong cũng bước vào một tiểu viện khác mấy danh tu sĩ chân tiên của thương lưu cung cũng nhanh chóng tìm lấy chỗ riêng cho bản thân hắc tu lão giả đứng yên không nhúc nhích liếc nhìn về hướng lạc thanh hải mới đi vào rồi quay người đi tới tiểu viện của bạch diện thư sinh thiết cung chủ còn chưa đi nghỉ sao bạch diện thư sinh vỗ nhẹ quạt lông màu lam trong tay có chút ngạc nhiên hỏi bằng tu vi của ta với ngươi mới đi mấy ngày đường sao đã nói đến câu mệt mỏi lần này tới đây là có việc muốn thương lượng với thu cung chủ hắc tu lão giả cười cười phất tay tạo ra một tầng cấm chế chậm rãi nói thiết cung chủ có chuyện gì mời nói bạch diện thư sinh gặp tình hình này sắc mặt bình tĩnh đáp lời không biết lần này tiến nhập minh hàn tiên phủ thu cung chủ thu hoạch như thế nào hắc tu lão giả thấp giọng hỏi là sao không biết thiết cung chủ có gì chỉ giáo Bạch Diện Thư Sinh nghe đến đây, nhíu mày nói ra. Lần này vào Minh Hàn Tiên Phủ lấy mục tiêu là Thái Ất Điện, trên đường chúng ta không thu hoạch được bao nhiêu, hơn nữa còn tổn thất không ít bảo vật, thật sự được không bù mất. Chẳng lẽ Thu Cung Chủ cứ cam tâm như vậy phản hồi tông môn sao? Chuyến này trong ngũ cực cung chỉ có hai chúng ta đi theo Đại Cung Chủ, ba người còn lại tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng không thoải mái chút nào. Với tính cách của Đại Cung Chủ, lần sau có cơ hội khác chắc chắn không đến lượt chúng ta đâu hắc tu lão giả vỗ bàn, giọng nói tràn đầy uất ức. Thiết cung chủ, có lời gì xin mời nói thẳng đi. Bạch diện thư sinh sắc mặt bình thản, quạt lông trong tay vỗ liên tục, có vẻ không bị ảnh hưởng gì trước sự bức xúc của lão giả. Thu cung chủ là người sảng khoái nói chuyện thật thoải mái, đã thế thiết mỗ xin nói thẳng luôn. Mặc dù chúng ta không có thu hoạch gì nhưng không có nghĩa là người khác không có. Hắc tu lão giả cười nham hiểm, không câu nệ nữa, chỉ ngón tay ra ngoài. Người muốn nói đến người kia, Quạt lông trong tay bạch diện thư sinh dừng lại, trong lòng khẽ động hỏi. Đúng vậy, người kia từ Minh Hàn Tiên Phủ đi ra nên trên người chắc có không ít đồ tốt. Cứ cho hắn thiếu may mắn không thu hoạch được bao nhiêu đi chăng nữa thì với thân gia của tu sĩ Kim Tiên, như vậy cũng đủ đền bù tổn thất cho chúng ta lần này rồi. Hắc tu lão giả vừa cười vừa nói, bạch diện thư sinh nghe đến chuyện này, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng lập tức lắc đầu nói, không được, chúng ta không biết đối phương là ai. Hơn nữa đại cung chủ cũng nói rồi, không nên nhiều chuyện. Ta nói câu này hơi khó nghe, đại cung chủ đã lấy được thái ất đan nên tất nhiên không muốn sinh chuyện, nhưng chúng ta khác, vẫn đang trắng tay đấy thôi. Hắc tu lão giả cười lạnh nói, thiết cung chủ, làm sao ngươi có thể nói đại cung chủ như thế được, mọi việc người làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của thương lưu cung. Thiết mẫu cũng không có ý trách đại cung chủ, người nọ vừa mới thấy chúng ta đã vội vàng rời đi, tất nhiên là địch không phải bạn, nếu giết được cũng là việc tốt cho tông môn. Vì sao không làm, hắc tu lão giả hừ một tiếng nói ra, ngươi nói vậy cũng không sai, nhưng tu vi đối phương thế nào không rõ, kể cả ta và ngươi liên thủ cũng không có mười phần nắm chắc. Bạch diện thư sinh trầm mặc suy nghĩ nửa ngày sau mới nói. Về việc này, thu cung chủ không cần lo lắng, hắc tu lão giả nghe vậy vui vẻ đáp, nói xong gã vung tay lên. Hai đạo hoàng mang trong tay gã bắn ra, hóa thành hai cỗ khôi lỗi màu vàng đất cao hơn đầu người, tản mát ra khí thức cường đại, còn có những trận pháp tác chấn động nhưng hai cỗ khôi lỗi này đều bị tổn hại rất nghiêm trọng khí thức phát ra cũng không ổn định kim tiên khôi lỗi bạch diện thư sinh giật mình trong mắt không giấu được vẻ tham lam có hai cỗ khôi lỗi này hỗ trợ thu cung chủ đã đủ yên tâm rồi chứ hắc tu lão giả cười nói không ngờ trong tay thiết cung chủ có loại bảo vật này đã có hai cỗ kim tiên khôi lỗi còn có ta và ngươi liên thủ quả thật không còn chút sơ hở nào nữa rồi bạch diện thư sinh như có điều suy nghĩ nói một lát sau hai đạo nhân ảnh lặng lẽ không một tiếng động đi ra khỏi khách điếm bay về phía xa hàn lập đi ra từ một cửa hàng chuyên bán linh thảo trong tay cầm một hộp ngọc sắc mặt tỏ vẻ vui mừng trong hộp ngọc là hạt giống giả dạ quang thảo là đặc sản linh thảo của hoang lan đại lục đã có giả dạ quang thảo thì coi như sơ bộ đã đủ tài liệu để phối chế ra thanh minh đan một loại kim tiên đan dược ghi trên hoa nam đan kinh cũng phải nói loại linh thảo này ngay ở hoang lan đại lục cũng vô cùng khó tìm Hắn chỉ thử vận may tìm kiếm trong thành nhỏ quan lan này mà thôi, không ngờ tìm được thật, mặc dù chỉ là hạt giống, nhưng đối với hắn thế là đủ rồi. Hắn thu hộp ngọc, không còn trần chờ lưu lại nữa, đi nhanh ra khỏi thành. Thân hình hàn lập trước một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng phía xa bay đi, nháy mắt khuất khỏi chân trời. Sau khi hắn rời đi không lâu, hai bóng người như ẩn như hiện cũng bay phía sau, truy đuổi theo. Hàn lập không tế ra bích ngọc phi xa vì nó vốn của công thâu cửu tuy rằng trong thành quan lan không người nào có thể nhận ra nhưng cần tác vô ái náy, đợi đi xa một chút rồi hắn dùng cũng chưa muộn. Hắn độn quang với tốc độ bình thường bay về phía trước, phất tay lấy ra một khối ngọc giản màu trắng. Vật này là của giao tam ngày đó cho hắn, lộ tuyến ly khai bắc hàn tiên vực. Thần thức hàn lập tỏa vào trong xem xét, hai hàng lông mày khẽ động. Căn cứ vào thông tin trong ngọc giản, điểm khởi đầu của lộ tuyến là một nơi ở phía tây nam bắc hàn tiên vực. Vẻ mặt hàn lập hơi do dự, tay vuốt vuốt ngọc giản giao tam cho hắn hai phương pháp ly khai bắc hàn tiên vực nhưng theo bắc hàn tiên cung cản khôn môn là việc không thể làm mặt nạ của luân hồi điện tuy chưa bao giờ bị người thường phát hiện nhưng thế lực này là đại địch số một của thiên đình ai biết thiên đình còn có bao nhiêu thủ đoạn đối phó nếu đã như vậy thì chỉ còn cách vượt qua man hoang giới vực thôi nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng giao tam việc này còn cần phải kiểm chứng ngoài ra trước khi bắt đầu hắn còn muốn đi qua cổ vân đại lục một chuyến trong lòng hàn lập nghĩ vậy ánh mắt liếc nhìn xung quanh đánh giá bây giờ đã đi rất xa khỏi quan lan thành lúc này hắn mới quay đầu quát người nào lén lén lút lút chẳng lẽ nghĩ ta không biết sao hắn vừa nói xong hư không trước mặt chấn động thân ảnh một lão giả che mặt hiện ra ta không nhận ra ngươi không biết ngươi muốn theo ta là có chuyện gì hàn lập dò xét lão giả trước mặt nhíu mày trầm giọng hỏi tuy người này có một cỗ lực lượng vô hình che đi khí thức toàn thân nhưng hắn thấy có chút quen mắt lão giả che mặt không nói lời nào lập tức bấm niệm pháp quyết. Chín đạo bạch quang từ trong tay áo y bắn ra, là chín chuôi phi kiếm màu bạch kim. Mặt ngoài chín thanh phi kiếm có vô số phù văn trắng muốt khảm nạm, thiêu đốt lên bạch kim hỏa diễm, đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc to hơn trăm trượng, nối nhau tạo thành một vệt kiếm long màu trắng dài mấy trăm trượng hung hăng chém về phía Hàn Lập. Kiếm long màu trắng chưa tới, một khí thế lực lượng pháp tắc sắc nhọn đã lao ra trước, những nơi kiếm khí đi qua hư không lắc lư chấn động, hiện ra những khe hở đen dài. Hàn lập đối mặt thế công, thân hình vững vàng như núi, miệng nhếch lên cười trào phúng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Kim quang quanh người hắn lưu chuyển, những tiếng đùng đùng phát ra từ cơ thể, toàn thân hóa thành đầu cự viên cao mấy trăm trượng. Cự viên vung tay lấy ra một thanh trọng kiếm hào quang xanh sẫm lập lòe, là một trong ba thanh kiếm cấp bậc tiên khí hắn vừa mới lấy được. Trọng kiếm vừa mới tế ra, linh văn bên ngoài liền phát sáng biến thành một thanh cự kiếm dài hơn trăm trượng màu xanh sẫm, mặt ngoài tràn đầy phù văn màu bạc một cỗ lực lượng pháp tắc khổng lồ từ thân kiếm cuốn ra. Chém cự viên hét lớn một tiếng, cánh tay thô to vung lên mạnh mẽ. Cự kiếm biến thành một đạo kiếm ảnh màu xanh, điên cuồng chém lên thân kiếm long. Hai cỗ lực lượng pháp tắc như biển sóng va vào nhau, phát ra tiếng vang thật lớn. Kiếm long màu trắng cùng bạch quang bao bọc xung quanh tan vỡ như trứng trọi đá, lực lượng pháp tắc cũng tán loạn không còn, toàn bộ kiếm long bị chém bay ra ngoài như lá rụng. Âm một tiếng thật lớn, kiếm long tan nát, hóa thành chín chuôi phi kiếm bạch kim lũ lượt quay đầu trở về. Kiếm quang mỗi chuôi ảm đạm như đèn cạn dầu, tất nhiên linh tính đã bị tổn thương rất nhiều. Lão già che mặt thấy cảnh này, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Nhưng ngay lúc này, hư không bên cạnh hắc quang lóe lên, từng mảng lớn xương mù màu đen từ bên trong tuôn ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Lão già che mặt vui mừng, thân hình chui vào trong xương mù đen biến mất không còn tung tích. Hàn lập bị xương mù màu đen bao phủ, cảnh sát xung quanh thay đổi, liền thấy mình đang ở trong một đại dương màu đen. Nhìn ra xung quanh, tùm cơn từng con sóng biển cuồn cuộn trào dâng, hải thú từ trong đó lao ra, từ bốn phương tám hướng tràn đến. Những con hải thú này to cao như núi, khí tức cuồng bạo hãi nhân, tất cả đều có thực lực kim tiên cảnh. Chương 522, vui gặp lại, chỉ là huyễn thuật mà cũng dám lấy ra khoe khoang. Hàn Lập không bối rối chút nào, thân hình đang biến thành cử viên hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, cự kiếm màu xanh sẫm mang theo khí thế vạn quận quét ngang đánh ra. Một đạo quang mang màu xanh sẫm trói lọi như mặt trời đột nhiên nở rộ, tạo thành trận trận cuồng phong bạo liệt đáng sợ quét về mọi phía xung quanh. Những nơi cuồng phong đi qua, huyễn cảnh lập tức bị đánh tan như bọt nước, chẳng mấy chốc sụp đổ trả lại khung cảnh thực là hư không trên rừng hoang vô tận. Nhưng ngay lúc này cách cử viên khoảng 10 trượng đột nhiên xuất hiện hai cỗ khôi lỗi màu vàng đất, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng đậm đặc, xen lẫn trong đó là những ba động pháp tác mãnh liệt hai cỗ khôi lối vung tay mạnh mẽ, hai đoàn hào quang màu vàng trên người bắn ra khỏi than thể biến thành hai sợi dây thường dài mấy trăm trượng màu vàng đất nhanh chóng cuốn lấy thân cự viên. Hai sợi dây thường nối nhau như hai hai đoạn xiềng xích thô to chó chặt đôi tay cự vơ viên lại. Đồng thời, hư không sau lưng cự viên chợt lóe lên, lão già che mặt cùng một nam tử áo trắng mang mặt nạ bất ngờ xuất hiện. Lão già che mặt vừa mới hiện thân không trần trừ chút nào bấm niệm pháp quyết, chín chuôi phi kiếm màu bạch kim một lần nữa lao ra, nhập lại với nhau tạo thành một thanh cự kiếm dài hơn trăm trượng, quanh thân kiếm hỏa diễm bao phủ. Cự kiếm phát ra một tiếng thanh minh, vũ động điên cuồng trên không, trong nháy mắt biến thành một kiếm luân to lớn chém về phía Hàn Lập. Một cỗ pháp tắc khổng lồ từ trong kiếm luân tản ra, hơn xa kiếm long lúc trước. Tiếp đến, một đạo hào quang màu xanh đen từ trên người gã bắn ra, biến thành một thanh quái chùy. Âm một tiếng, trên đầu quái chùy nổi lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm xanh đen, trong hỏa diễm phát ra những trận khí tức âm hàn không gì sánh được lao thẳng vào người cự viên. Gần như cùng một thời điểm, nam tử trung niên áo trắng vung tay lên, một thanh thước gỗ đen kịp bắn ra, đón gió quay tít một vòng rồi biến lớn trăm trượng, ép thẳng xuống đầu cự viên. Mặt ngoài thước khắc phụ quấn quanh, phảng phất như một ngọn núi khổng lồ nặng nề rơi xuống, chưa đến nơi hư không phụ cận đã vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng nứt vỡ trầm đục. Nam tử chưa dừng lại, há miệng phun ra mười mấy hạt châu màu tím mỗi hạt châu đều chứa trong mình lực lượng lôi điện cuồng bảo hãi nhân đồng thời đánh về phía cự viên hàn lập đối diện với thế công hung tàn này thần sắc vẫn bình tĩnh như thường kim quang toàn thân đại phóng bên ngoài ra thì từng miếng từng miếng lân phiến màu tử kim hiện ra dưới xương sườn cùng trên bờ vai lóe lên quang mang tử kim mọc ra bốn cánh tay thô to cùng hai cái đầu dữ tợn trong chớp mắt hóa thành tử kim ma thần ba đầu sáu tay hai cánh tay tử kim ma thần nhanh như thiểm điện nắm lấy hai đầu dây thừng màu vàng đất ra sức kéo mạnh một lực lượng khổng lồ không nói lên lời từ trên người ma thần bộc phát ra, bốn phía hư không chấn động ầm ầm tạo nên những gợn sóng. Phanh một tiếng thật lớn, hai sợi dây thường màu vàng đất bị cử viên kéo nát, vỡ tan, biến thành xương mù màu vàng đất tung bay đầy trời. Linh văn bên ngoài ma thần sáng rực, tiên linh lực từ trong cơ thể tuôn ra như sóng dữ, tràn vào thân cử kiếm màu xanh sẫm. Phù văn màu bạc trên thân kiếm lưu chuyển như vật sống, hào quang tỏa ra gấp mấy lần, quét ngang một chém một đường kiếm quang thô to như núi tuôn ra, chấn động pháp tắc cuồn cuộn như sóng thần cuốn sạch về bốn phương tám hướng, những nơi kiếm quang đi qua hư không vặn vẹo biến hình. Âm, âm, âm những tiếng nổ mạnh vang lên đinh tai nhức óc. Không kể là lão già che mặt hay hai cỗ khôi lỗi, kiếm luân bạch kim, cự trùy xanh đen, còn có nam tử trung niên mặc áo trắng cùng thước lớn. Tất cả đều như va phải đá ngầm, bị đánh bay ra ngoài như lá rụng. Những viên lôi châu màu tím bị kiếm quang xanh sấm quét chúng vỡ tan từng mảnh, mỗi viên bạo liệt thành một quang đoàn màu tím, trong đó tỏa ra những cỗ pháp tắc lôi điện cường đại. Nhưng những quang đoàn màu tím này ngay lập tức bị kiếm quang bao phủ, càn quét sạch sẽ, tắt ngóm như đèn trước gió. Thân thể lão già che mặt và nam tử áo trắng bị chấn động mạnh mẽ, văng ra ngoài mấy trăm trượng mới miễn cưỡng đứng vững trở lại. Khóe miệng hai người dỉ máu tươi, trong mắt không giấu được sự kinh hãi. Nam tử trung niên uất hận liếc lão già che mặt một cái rồi đột nhiên xoay người bắn về phía xa, đến chuôi thước lớn màu đen còn không dám thu về. Lão già che mặt nhìn hành động của đồng bọn cũng lập tức quay người trốn chạy. Hai vị đã tới đây rồi, không cần phải đi đâu nữa. Tử Kim Ma Thần cười lạnh một tiếng, kim quang trên thân đại phóng, chân ngôn bảo luân hiện ra sau lưng. Vô số gợn sóng màu vàng từ bảo luân tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn nghìn trượng, ôm trọn lão già che mặt và nam tử trung niên áo trắng vào trong. Ngươi là lệ, nam tử áo trắng mặt mũi tái mét, trong mắt hiện lên vẻ hối hận và sợ hãi tột cùng. Nhưng gã nói chưa dứt câu đã bị gợn sóng màu vàng bao phủ, thanh âm đứt quáng, đông kết như tượng đá. Lão ghỉa che mặt cũng không khá hơn, đứng yên như bị điểm huyệt. Tử kim ma thần nhìn cự kiếm xanh sẫm trong tay, hài lòng gật đầu. Kiếm này ẩn chứa lực lượng hủy diệt pháp tắc khổng lồ, thân kiếm vô cùng nặng nề, nhưng lại rất phù hợp với hắn khi ở trạng thái niết bàn thánh thể. Hàn lập bấm niệm pháp quyết, thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, liền biến về hình dáng cũ. Trọng kiếm xanh sấm cũng nhỏ lại theo, biến hóa theo ý. Hàn lập thu kiếm vào rồi quay sang nhìn về phía hai người bất động. Hắn bước về phía nam tử trung niên, thò tay lấy mặt nạ, lộ ra khuôn mặt bạch diện thư sinh, người của thương lưu cung. Hàn lập khẽ nhách mày, rồi quay về phía lão già kéo khăn che mặt xuống, là một gã có dâu quai nón, chính là hắc tu lão giả thiết cung chủ. Hắn nhíu mày phất tay nắm lấy đầu hắc tu lão giả, từ năm ngón tay tỏa ra năm điểm sáng đen âm u chui vào đầu gã vốn nguyên anh của tu sĩ kim tiên cực kỳ mạnh mẽ kiên cố thần hồn lại càng vững trái gần như không thể dùng biện pháp siêu hồn nhưng nếu ở trong phạm vi của chân ngôn bảo luân tất cả đều trở nên chậm hơn cả nghìn lần muốn làm gì cũng đều dễ dàng một lát sau hàn lập thả gã ra trên mặt tỏ vẻ đã thông suốt mọi việc ánh mắt thiết cung chủ đờ đẫn nhưng thần thái chưa biến mất hàn lập thấy vậy hai tay cử động định phá nát thần hồn của hai người nhưng ngay sau đó hắn dừng lại, có chút do dự. Coi như các người gặp may, hắn hử một tiếng đồng thời vung tay lên, hai hỏa cầu màu đỏ bắn ra rơi vào trên người hai gã kim tiên. Chẳng mấy chốc thân thể chúng bị đốt thành cho tàn, chỉ còn lại hai pháp khí chữ vật cùng hai cái nguyên anh lơ lửng trên không trung. Hàn lập phất tay thu nguyên anh của hai người vào, đồng thời dán lên gáy mỗi nguyên anh một miếng phù lục màu tím. Phù lục màu tím hiện lên những đạo phù văn mạnh mẽ, giam cầm nguyên anh không chút sơ hở lúc này hắn mới nhẹ gật đầu lật tay thu hồi nguyên anh hai người làm xong mọi việc hắn mới thu dọn hai cái pháp khí chữ vật cùng vài kiện tiên khí và hai cỗ kim tiên khôi lỗi lúc này mới bấm niệm pháp quyết thu hồi chân môn bảo luân gợn sóng màu vàng xung quanh lóe lên một cái nhanh chóng biến mất hàn lập liếc mắt nhìn về hướng quan lan thành rồi quay người định tiếp tục bay về phía trước vào thời khắc này có một chàng vỗ tay vang lên trong không trung ha ha không hổ danh một trong tam đại trí tôn pháp tắc quả thật rất lợi hại một giọng nói cũng vang lên theo, là ai, hàn lập nhướng mày, nhìn về một nơi, hư không chỗ đó lóe lên, hai bóng người hiện ra, thật bất ngờ chính là hô ngôn đạo nhân cùng với vân Nghê. Hô ngôn đạo hiếu, vân Nghê đạo hiếu, quả nhiên các người cũng bình an vô sự. Hàn lập nhìn thấy hai người, không giấu được vẻ vui mừng, tiến tới đón chào. Nhìn thấy lệ tiểu tử nhà người tiêu diêu tự tại, chúng ta cũng yên lòng. Hồ ngôn cười mấy tiếng đáp lời, hai vị tới đây lúc nào, hàn lập cười nói cũng mới tới vừa khéo lại được thấy tiểu tử ngươi đại phát thần uy nói đến năm vị kim tiên cung chủ của thương lưu cung đều có tiếng tăm lẫy lừng bắc hàn tiên vực không thể ngờ được bại trong tay ngươi chỉ trong mấy chiêu hô môn đạo nhân tặc lưỡi tán thán hô môn đạo hữu quá khen chẳng qua bọn chúng không biết được thân phận của ta nên chủ quan bị tập kích bất ngờ trở tay không kịp nếu trực diện đối địch ta nghĩ không thể đánh bại chúng đơn giản như vậy hàn lập lắc đầu khiêm tốn trả lời lệ tiểu tử Lúc trước để ngươi ở lại một mình đối phó với công thâu cửu và mặc vũ, thật sự xin lỗi. Hồ ngôn đạo nhân nhìn Hàn Lập, ái náy nói. Vân Nghê mặc dù không mở lời nhưng hướng về phía Hàn Lập thi lễ một cái, trong mắt không giấu được vẻ ái náy. Lúc ấy do tình thế bắt buộc thôi, bây giờ chúng ta đều bình an vô sự không cần nói lại chuyện cũ. Hồ ngôn đạo hữu luôn sảng khoái, sao hôm nay lại lại câu nệ như vậy? Hàn Lập chặn lời hô ngôn, cười nói. Được, lệ tiểu tử nhà người, so với trước kia tiêu sái hơn rất nhiều. Hồ Ngôn khẽ giật mình, cười thoải mái trả lời. Trong mắt Vân Nghê cũng lộ ra chút vui vẻ. Ba người nhìn nhau cười, khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ hết. Bên trong Minh Hàn Tiên Phủ đúng là cửu tử nhất sinh vậy mà ba người chúng ta đều bình an đi qua, đúng là việc đáng ăn mừng, phải uống ba chén lớn. Vân Nghê không thích uống rượu, mấy ngày hôm nay ta luôn phải uống một mình, thật sự chán ngắt. Hồ Ngôn Đạo Nhân vung tay lên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bộ bàn ghế. À, thì ra người thấy ở cùng với ta thật chán ngắt. Gương mặt xinh đẹp của Vân Nghê trầm xuống, lườm hô môn đạo nhân một cái, mắt phượng sắc như muốn giết người. Cái này, tất nhiên không phải, ý của ta là uống rượu một mình không có vui, còn được ở cùng nàng đương nhiên rất vui vẻ thoải mái mà. Ha ha, hô môn đạo nhân toát mồ hôi lạnh, rụt cổ cười khan mấy tiếng. Vân Nghê hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn lão nữa. Được, ba người chúng ta sau kiếp nạn lại gặp nhau nên uống một bữa sảng khoái. Một bình tiên nhưỡng cho ngày gặp lại, sự tình Bắc Hàn tiên vực, mặc kệ nó ra sao cho tan vào chén rượu đi. Hàn lập nhìn hai người, cười một tiếng, thống khoái ngồi xuống trước. Hay cho câu mặc kệ ra sao, tan trong chén rượu. Thống khoái, sau này Bắc Hàn tiên vực đại loạn cũng được, thương lưu cung một phương thống trị cũng được, hôm nay chúng ta uống, không say không về. Hồ ngôn đạo nhân liên tục gật đầu, ngồi xuống. Hôm nay là ta nể mặt mũi lệ đạo hiếu, nếu không... Vân Nghê chừng mắt liếc hồ môn, cũng ngồi xuống theo. Lão đệ tốt, đa tạ ngươi giải vây giúp ta, thanh âm hồ môn đạo nhân vang lên trong tai Hàn Lập. Hàn Lập lặng thinh không nói gì, hai mắt nháy nháy. Trường 523, An ủi phong trần, hồ môn đạo nhân cười mấy tiếng sảng khoái rồi phất tay áo, trên mặt bàn ánh sáng màu đỏ lóe lên, một vò rượu sẫm màu cao hơn một xích hiện ra, vò rượu có hình dáng cổ xưa, trên thân được khắc cổ văn huyền diệu, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng chưa mở nắp, một làn hương thơm kỳ lạ đã xuyên thấu qua vào rượu lan tỏa khắp nơi. rượu ngon, hương rượu nồng đậm như mây, chẳng lẽ chính là mộng xuân thu? Hàn lập không ít lần đàm luận tử đạo với hô ngôn đạo nhân nên cũng khá tinh thông kiến thức về các loại rượu ngon. kha kha, đúng vậy, nguyên liệu chính để nấu ra vò mộng xuân thu này là vân đản quả, vì nó mà đã tiêu tốn của ta không biết bao nhiêu vạn năm rồi. hô ngôn đạo nhân giơ ngón tay cái về hướng Hàn lập tỏ vẻ tán thưởng nhanh chóng mở vò đồng thời lấy ra ba chén trắng trong suốt như ngọc, rót đầy rượu. Sắc rượu tinh khiết, trong vắt như gương, có màu phất hồng, lại được rót trong chén ngọc trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp đẽ tinh tế. Rượu ngon, Hàn Lập nhấp một ngụm, ánh mắt sáng ngời. Rượu trôi vào miệng lập tức hóa thành một cỗ nhiệt khí ấm ám kéo dài như giải mây, thấm đệm tận thần hồn, dễ chịu, sảng khoái không thốt nên lời. Hơn nữa trong rượu còn ẩn chứa tiên linh lực vô cùng tinh thuần, hắn vừa mới chém giết cùng hai gã kim tiên thương lưu cung xong vốn hao hụt một ít tiên linh lực bây giờ đã nhanh chóng khôi phục về trạng thái sung mãn nhất rượu ngon là đương nhiên khô môn ta đây nếu xét về thực lực thì không đáng nhắc tới trong bắc hàn tiên vực không dám sánh với ai nhưng nếu so về tài nấu rượu thì chỉ bằng vò mộng xuân thu này thôi ta nhận thứ hai ai dám là người thứ nhất khô môn tự hào ngạo nghễ nói vừa mới uống chút rượu đã không còn biết trời cao đất rộng gì nữa rồi khoe khoang khoác lác Vân Nghê trừng mắt liếc hồ ngôn, nhưng cũng nâng chén uống thử. Ba người vừa ẩm tử, vừa hàn huyên, chẳng mấy chốc câu chuyện lại quay về lúc chia ly. Lúc đó hồ ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê sau khi rời đi liền tìm chỗ ẩn nấp, nhưng sau đó không lâu chẳng hiểu tại sao bị truyền tống ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ xuất hiện ở Hắc Phong Hải Vực. Hai người bàn bạc kỹ càng quyết định không mạo hiểm vượt lạc phách kinh phong nữa mà có chủ ý giống hàn lập, tìm cách thông qua truyền tống trận rời khỏi hải vực này không ngờ lại gặp đám người Thương Lưu cung mở ra truyền tống trận nên nhân cơ hội biến ảo dung mạo, trà trộn vào đám người truyền tống. Thì ra là vậy, lúc trước tại thời điểm truyền tống, ta cũng cảm nhận được mấy luồng khí tức cấp độ kim tiên khá quen thuộc, không ngờ là của hai người. Hàn Lập cười sảng khoái nói ra, đúng vậy, không thể tưởng tượng được Lệ tiểu tử nhà ngươi dám trước mặt đám người Thương Lưu cung trắng trợn cướp đoạt tư cách truyền tống như vậy, ha ha, thật sự rất khí phách. Hồ môn đạo nhân cũng cười đáp lời lúc ta tìm đến hắc phong thành thì truyền tống trận đã chuẩn bị kích hoạt rồi nên không còn cách nào khác đành phải dùng đến hạ sách đó hàn lập cười nói lệ đạo hiếu ngày ấy sau khi chúng ta rời đi các người chiến đấu với công thâu cửu kết quả như thế nào vân nghe chợt mở miệng hỏi hồ ngôn đạo nhân nghe đến chuyện này sắc mặt cũng nghiêm túc lại công thâu cửu chết rồi hàn lập nâng chén rượu ngửa đầu uống cạn từ tốn nói hồ ngôn đạo nhân cùng vân nghe gặp lại hàn lập thấy hắn bình an vô sự vốn cũng đã đoán trước được kết quả nhưng khi nghe câu trả lời từ chính miệng hắn nói ra cũng đều không giấu được vẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau thần thông của lệ đạo hữu thật bá đạo còn cao minh hơn những gì chúng ta nghĩ đến cả tu sĩ thái ất cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi đúng là kỳ tài ngút trời ta mời ngươi một chén trong mắt Vân nghi hiện lên vẻ thán phục nâng chén rượu lên ha ha nhớ hồi xưa ở trúc long đạo nhìn hắn ta đã biết không phải người thường không ngờ mới có mấy trăm năm thôi đã biến chuyển như vậy. hô ngôn đạo nhân cười một tiếng cũng nhấc chén lên. công thâu cửu do mấy người liên thủ chém giết tại hạ cũng chỉ góp chút ít sức lực thôi nhị vị nghĩ quá rồi. hàn lập khiêm tốn trả lời lần nữa uống một ly đầy. thế tên hôi tiên kia chạy đi đâu? hô ngôn đạo nhân lại hỏi. sau khi công thâu cửu chết người này nhanh chóng rời đi cũng không gây khó dễ gì với ta. ta mới rời thái ất điện được một chút cũng đột nhiên bị truyền tống ra khỏi minh hàn tiên phủ. Có lẽ đằng sau có người động tay chân, nếu dựa theo tính toán lúc ban đầu, thời gian bên trong tiên phủ cũng chưa hết. Hàn Lập suy nghĩ một chút, quyết định không nói đến chuyện của lục vũ tình cho hai người biết. Đúng vậy, chắc do tên hồi tiên kia làm, nghe nói người này năm xưa có quan hệ với Minh Hàn tiên quân nên hiểu khá rõ cấm chế trong tiên phủ. May mắn hắn không phải người hiếu sát, nếu không cho dù lúc ấy đã chạy xa khỏi chiến trường, chúng ta chắc cũng không thoát khỏi tay hắn. Sắc mặt hô ngôn thoải mái không ít, chậm rãi nói người này tuy thân là hôi tiên nhưng tính tính không giống như lời đồn trong truyền thuyết. Hàn lập không biết nghĩ tới điều gì cũng gật đầu đồng ý, cảm thấy bản thân cũng khá may mắn. Lần này tại Minh Hàn Tiên phủ Thiên Đình chết mất một giám sát sứ, đây không phải việc đùa, chắc chẳng mấy chốc sẽ có giám sát sứ mới đến Bắc Hàn Tiên vực điều tra. Mấy tên giám sát sứ đều có bí thuật tra rõ sự việc, người phải vô cùng cẩn thận. Hô ngôn đạo nhân đặt chén rượu xuống, lo lắng nhắc nhở. Đa Tả Hô ngôn đạo hữu cảnh báo tới đây ta sẽ cẩn thận hơn tránh để lộ dấu vết." Hàn Lập thấy lạnh trong người, nói ra: "Với thần thông của ngươi, còn học được pháp tắc chí tôn, chỉ cần cẩn thận che giấu sẽ bình yên vô sự. Nếu Bắc Hàn Tiên vực không chứa ngươi nữa, thì đi khỏi đây đi." Hồ môn khoát tay áo nói ra, "Chẳng lẽ Hồ ngôn đạo hữu biết rõ phương pháp ly khai Bắc Hàn Tiên vực?" Trong lòng Hàn Lập hơi động, mở lời hỏi, "Lúc trước ta cũng nghe Bách Lý đạo chủ kể lại trong Bắc Hàn Tiên cung có một cái càn khôn môn để đi sang tiên vực khác." nhưng mỗi lần sử dụng đều tiêu tốn số tài nguyên khổng lồ, mặc dù là cung chủ cũng không dễ dàng mở ra, những người như ta với người càng không có tư cách bước chân vào đó. Nếu liều lĩnh xông vào chẳng khác nào tự tìm đường chết, chỉ sợ chưa hiểu chuyện gì đã bị người của thiên đinh chém giết rồi. Hồ ngôn đạo nhân trầm ngâm nói, việc này ta cũng nghe nói qua, đường này tất nhiên không đi được, nhưng không biết có còn cách khác không. Hàn lập lắc đầu hỏi tiếp, tất nhiên có cách khác nhưng không phải phương pháp chu toàn, đó chính là vượt qua man hoang giới vực, chắn giữa các tiên vực với nhau. Không phải ta nói quá, đi vào man hoang giới vực mức độ nguy hiểm không thua kém gì việc lao đầu vào Bắc Hàn tiên cung, kể cả tu sĩ Thái Ất Cảnh cũng không dám chắc có thể bình yên đi qua. Nhưng nghe nói Luân Hồi Điện có mở một thông đạo tương đối an toàn trong man hoang giới vực, mỗi tội nó chính xác ở chỗ nào thì ta cũng không biết. Hồ Môn liếc nhìn Vân Nghe, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hàn Lập nghe những điều này, gật nhẹ đầu. Nếu như vậy thì những gì Giao Tam nói với hắn ngày đó có khả năng cao là thật, còn việc không nói cụ thể với hắn vấn đề Luân Hồi Điện mở ra thông đạo kia chắc là do hắn không chính thức đáp ứng gia nhập Luân Hồi Điện nên cũng dễ hiểu. Lệ đạo hiểu, man hoang vô cùng nguy hiểm, trong đó không biết tồn tại những nguy cơ nào. Có không ít tu sĩ từng có ý định xuyên qua nhưng cả tiên vực rộng lớn như vậy mà đại đa số chỉ có đi không có về. Nếu không phải tình thế bắt buộc thì không nên tùy tiện tiến vào. Vân Nghê cũng lo lắng nói, đa ta hai vị nhắc nhở, việc này ta sẽ xem xét kỹ càng. Không biết kế tiếp hai người có tính toán gì không, thân phận các vị cũng đã bại lộ, chỉ sợ thiên đình cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hàn lập hướng về phía hai người hô môn chắp tay, hỏi ngược lại. Chúng ta tất nhiên sẽ cẩn thận che giấu thân phận, lệ tiểu tử ngươi cũng không phải lo lắng cho hai ta. Mà cũng không giấu gì ngươi, bách lý đạo chủ sau khi phục dụng thái ất đan thì việc tiến giai thái ất cảnh đã nằm trong tầm tay. Đến lúc đó thì còn sợ gì giám sát xứ. Hồ ngôn đạo nhân cười một tiếng, trả lời. Vậy cầu chúc bách lý đạo chủ nhanh chóng tiến giai thái ất cảnh. Hàn lập nghe vậy vừa cười vừa nói. Giờ phút này bách lý đạo chủ đang tranh thủ từng khắc một nhanh chóng luyện hóa thái ất đan nên không thể ra gặp ngươi. Nhưng hắn vô cùng cảm kích việc ngươi đã giúp đỡ, cũng rất hứng thú gặp mặt. Hy vọng ngày sau hữu duyên, sẽ còn có lúc tụ họp đối ẩm. Hồ ngôn đạo nhân cười đáp, nhất định, Hàn lập cũng cười nói. Ba người lại nói chuyện về thế cục của Bắc Hàn tiên vực ngày hôm nay, cũng tính toán về những tình huống có thể phát sinh trong tương lai, sau đó còn trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Vò rượu đã hết, nhưng điều hô môn đạo nhân không thiếu nhất là rượu, liền nhanh chóng lấy ra vỏ mới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về tây, màn đêm buông xuống. Ba người đàm đạo vui vẻ, vẫn chưa tận hứng, nhưng cũng đã đến lúc phải chia tay. Trong thiên hạ bữa tiệc nào cũng tới lúc tàn, đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi. Lệ tiểu tử, từ biệt không muốn nói nhiều bảo trọng, hồ ngôn đạo nhân đứng lên, thu hồi mọi vật, man mác nói. Vân nghề cũng hướng về hàn lập thi lễ, nhị vị, bảo trọng, hàn lập gật đầu đáp lễ. Hồ ngôn đạo nhân cười một tiếng, phất tay phát ra một cỗ liệt diếm đỏ như ánh mặt trời, bao bọc vân nghề bên cạnh, nhanh chóng bay lên không chung, xuyên qua đám sương mù đi về phía chân trời xa xa. Ánh lửa kéo theo hòa với dáng chiều, càng ngày càng nhỏ những vẫn sáng ngời. Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần, ẩn mình nơi biển lớn, tặng người trong thế nhân ta có một bầu rượu đủ an ủi phong trần khi vui vẻ bạn bè lúc cô quạnh một thân ta có một bầu rượu đủ an ủi phong trần rượu say khi tiểu ấu lúc tỉnh đã lão nhân ta có một bầu rượu đủ an ủi phong trần đại đạo ba ngàn vạn trí tôn đạo tình chân miệng huyết cùng gió lớn vỗ áo vượt côn luân kia lãng tinh bát ngát kia cửa lớn vạn phần chợt nhìn về quê cũ nơi đó núi phủ vân nơi đây ta dừng bước tặng rượu cho thế nhân dịch thơ, hầm lạc, một khúc hát su dương vang vọng không chung, nam nữ hòa thanh, lan ra bốn phương tám hướng rồi dần dần nhỏ lại, đến khi vệt lửa biến mất, cũng tiêu tán không còn. Hàn lập đứng chắp tay, mặc cho gió đêm thổi áo bảo bay phấp phới, ánh mắt đăm chiêu nhìn về đường chân trời xa xa trước mắt, như một bức tượng được điêu khắc bởi gió sương. Lúc lâu sau hắn mới quay đầu phất tay lấy ra bích ngọc phi xa, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay về một hướng khác. Chương 524, chuyện cũ trốn phạm trần. Cổ Vân Đại Lục, Thiên Vân Thành, một ngày cuối năm, đối với người tu hành một năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, là quãng thời gian ngắn ngủi không đáng nhắc tới, nhưng đối với người thế tục nó là ngày quan trọng nhất trong năm, là quãng thời gian tiễn năm cũ, đón năm mới. Mưa tuyết như lông ngỗng rơi xuống, trừ vài nơi phủ đệ của tu sĩ và khách điếm ra, còn lại toàn bộ Thiên Vân Thành bị tuyết trắng minh mông phủ kín. Mỗi nhà đều theo tục xưa đón Tết, ở góc cửa sổ cắm một cành đào, trên khung cửa dán đôi câu đối sắc màu tươi đẹp trạng vạng tối mặt trời đã khuất sắc trời cũng tối dần trên một đường lớn giữa thiên vân thành hai bên hàng quán treo đèn lồng đỏ biển hiệu đa dạng màu sắc chiếu sáng cả con đường khắp các ngõ phố hơi nóng bốc lên cuốn theo các loại hương thơm của đồ ăn tiếng giao hàng ồn ào náo nhiệt không khí nhộn nhịp ấm cúng một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu toàn thân mặc áo màu đỏ trên tay cầm xiên mứt quả màu sắc hấp dẫn khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn đang bước đi chậm rãi giữa dòng người Mũ áo choàng rộng lớn trùm lên đầu cũng không che hết được vẻ kiêu sa của nàng, nhưng nhìn nàng có chút cô đơn. Mấy người đại ca không ở đây, lệ trưởng lão cũng không biết lúc nào mới quay lại. Nàng hé miệng cắn lấy một miếng mứt quả bọc đường, ngậm trong miệng, lẩm bẩm nói. Bất chợt nàng ngẩng đầu, nhìn về nơi cuối phố, trong đám người có một nam tử mặc áo bào xanh, khuôn mặt vui vẻ, đang đi nhanh về phía nàng. Nàng khẽ giật mình, mắt ngọc tròn xoe, khuôn mặt không giấu được vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, nuốt trọn cả miếng mứt quả vội vàng chạy đến đón chào. Khi đến gần nàng mới thấy bên cạnh nam tử có dẫn theo một tiểu cô nương môi hồng răng trắng, vô cùng hoạt bát. Lúc này tiểu cô nương đang nắm vạt áo nam tử, mũi hít hà, nhìn ngang nhìn dọc xung quanh. Lệ trưởng, lệ đại nhân, bước nhanh đến trước người nam tử, thiếu nữ lập tức kéo mũ xuống, cúi đầu thi lễ. Nam tử mặc áo xanh không ai khác chính là hàn lập mới từ hoang lan đại lục đi tới, mà thiếu nữ mặc áo choàng kia là mộng thiền thiền, vẫn ở trong thiên vân thành chờ từ trước tới giờ không cần đa lễ lúc trước ta vào cửa phía đông thành ngẫu nhiên nhận ra khí tức của ngươi nên tìm tới hàn lập mỉm cười nói đại thúc nàng là ai vậy cảnh giới thì thấp tư chất bình thường kim đông đang láo liên một bên cũng rời ánh mắt khỏi các quán ăn nhìn mộng thiền thiền một chút bĩu môi nói ra là sư muội của ngươi hàn lập nghe thế đau đầu trách mắng mộng thiền thiền có chút xấu hổ cúi thấp đầu nhẹ nhàng nói xô tỉ chiếu cố nhiều hơn kim đồng nghe xong vui vẻ ra mặt sư muội ngoan, thưởng cho ngươi nè. Nói xong cũng không biết nó móc từ đâu ra một bình đan dược đưa cho mộng thiền thiền. Trước tiên về quan nguyệt viên, ta có việc muốn báo với các ngươi. Hàn lập nhìn xung quanh thấy không ít người thế tục tỏ vẻ khác thường, mặc dù không ai dám đứng lại nhưng tất cả đều đang trộm quan sát bọn hắn, liền mở miệng nói ra. Vâng mộng thiền thiền vội vàng lên tiếng, thơm quá, ta muốn ăn no đã rồi làm gì thì làm. Kim đồng khịt khịt mũi, người được mùi thơm bay ra từ quán rượu, không nhịn được nói. Hàn lập không dám cho nó ở đây một mình, nếu để tiểu nha đầu này ăn thoải mái chỉ sợ sẽ gặm hết nửa cái thiên vân thành mất. Hắn trả lời, được, cũng đã rất lâu rồi ta không ăn những món này. Quán nào ngon nhất, kim đồng nuốt mấy ngụm nước miếng, sốt ruột nói. Gần đây có quán nào lớn lớn một chút không? Đã lâu rồi ta không ăn các món thế tục, cũng có chút hoài niệm. Hàn lập nhìn về phía mộng thiền thiền, mở miệng nói. Có, có, quanh đây có quảng duyệt lâu với hồi xuân trai thức ăn rất ngon, để ta dẫn đường. Mộng thiền thiền gật đầu liên tục nói, mộng thiền thiền ở đây đã lâu, con đường này cũng đã đi qua không biết bao lần, mặc dù không biết tường tận nhưng cũng biết sơ qua các món ăn ở đây, lúc này vội vàng dẫn hai người hàn lập tới quảng duyệt lâu. Nhưng mới đi qua một con phố kim đồng đã không nhịn được nữa xà vào quán bánh bao ven đường. Quán này có món bánh bao thịt dê ngon nổi tiếng vùng này, ăn thử cũng được. Mộng thiền thiền thấy thế, giới thiệu, hàn lập gật đầu, ba người liền ngồi xuống. Tiểu nhị của quán là một gã gù lưng, gặp ba người khí độ bất phàm vội vàng chạy tới, cười hỏi ba vị khách quan, muốn ăn gì? Bánh bao thịt dê của nhà chúng ta ngon nhất trong phương viên trăm dặm gần đây đấy. Trước tiên cho ta ba lồng bánh bao thịt dê hấp, ba bát canh dê, nấu như một chút. Mộng thiền thiền móc ra một thỏi bạc, mở miệng nói. Có ngay, tiểu nhị vội vàng đáp rồi xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc ba lồng bánh bao thịt dê nóng hầm hập còn bốc khói đã được mang lên. Kim đồng sớm đã nhịn không được, thò tay lấy ngay một cái bánh bao còn lớn hơn cả tay nó há miệng cắn. Vỏ bánh bị cắn một miếng to, nhân bánh sánh vàng chảy ra ngoài, mùi thịt tỏa ra thơm ngát, ngập hết miệng nó. Kim đồng mặt thỏa mãn, nhai ngấu nhai nghiến. Tiểu nhị đứng bên cạnh chưa kịp rời đi thấy cảnh này trong mắt lồi ra muốn nhảy ra ngoài, sợ so tiểu cô nương kia bị bỏng thì sẽ bị trưởng quầy trách phạt. Hắn định mở miệng căn ngăn thì đã thấy tiểu cô nương đã ăn xong cái bánh bao đầu tiên, quẹt miệng rồi cầm cái thứ hai ăn tiếp sau đó tiểu cô nương càng ăn nhanh hơn căn bản không nhìn rõ nàng ta ăn như thế nào từng cái từng cái bánh một biến mất không còn dấu vết tiểu nhị đứng ngây như phỗng miệng há to cả ngày không khép lại đại thúc không ngờ cái bao thịt dê này ăn ngon như vậy cho ta một trăm à không một nghìn lồng đi khuôn mặt kim đồng hớn hở không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng hô lớn lần này thì nó không chỉ dọa sợ mỗi tiểu nhị mà thực khách đang ngồi xung quanh cũng nhao nhao nhìn lại thật sự ngon như vậy sao Hàn Lập vui vẻ nói, ừm, Kim Đồng chép miệng trả lời, tiểu nhị, còn có bao nhiêu bánh bao, mang hết ra đây. Hàn Lập nghe thế cười nói, tiểu nhị gù lưng ngẩn người, nhất thời không có phản ứng. Hàn Lập nghĩ đối phương lo lắng mình không có đủ tiền liền lấy định lấy bạc ra đưa cho gã, nhưng đến lúc này mới nhớ trên người hắn ngoài trừ linh tài, pháp bảo ra căn bản không có một tí ngân lượng nào, nhiều nhất chỉ có tiên nguyên thạch thôi. Dầu nước đố đổ vách mà không có tiền mua bánh bao, thế gian chắc chỉ có mỗi Hàn Lập. Mộng thiền thiền hiểu rõ mọi chuyện, cổ tay khẽ đảo lấy ra một viên trung phẩm linh thạch để lên bàn. Dân chúng phàm nhân ở Bắc Hàn Tiên vực so với người ở nhân giới và linh giới thì sống thọ hơn nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày tuy rằng tiền tệ chính vẫn là vàng bạc, nhưng cũng không lạ lẫm gì linh thạch của thế giới thần tiên. Bởi vì bên trong linh thạch là thiên địa linh khí, người bình thường nếu mang theo tuy không thể hấp thu trực tiếp linh lực trong đó nhưng cũng nhận được rất nhiều lợi ích, quan trọng nhất là có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh hơn. Vì vậy có thể nói linh thạch là một loại tiền cấp cao, vẫn lưu thông trong thế tục, thậm chí còn là trí bảo mà tầng lớp phú thương, quý tộc thèm khát. Viên linh thạch mà mộng thiền thiền đưa ra còn tốt hơn những viên linh thạch bình thường, đối với phạm nhân vô cùng quý hiếm nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng may bà chủ cửa hàng bánh bao thấy ồn ào ở quán liền tới xem, mặt không đổi sắc nhìn viên linh thạch trung phẩm, hỏi rõ nguyên do mới biết gặp được quý nhân, vừa cười vừa nói, may được khách quý để ý, Viên linh thạch này quá quý trọng, lão bà ta sao dám nhận đây? Nói thì nói thế, rứt lời đã thấy bà ta nhét linh thạch vào trong ngực rồi. Bà chủ khéo léo nhẹ nhàng đi nói chuyện, chào hỏi với từng khách một, xin mọi người thứ lỗi ngày mai lại tới. Khách quan nghe lời bà chủ cũng đoán ra kia không phải ba người bình thường, cũng không dám tò mò nữa, nhưng mới quay lại đã thấy bánh bao của mình đã chạy đi đâu mất. Hương vị ngon hơn pháp bảo a, à. kim đồng vui mừng nhướng mày nhảy nhót hét lên sư tỷ ngươi, bình thường ngươi ăn pháp báo sao? Mộng thiền thiền nhìn cô bé trước mắt, sững sờ hỏi. Tất nhiên, thành này còn có món gì ăn ngon? Kim Đồng nhìn ra ngoài tiệm hỏi. Trên đường này có rất nhiều món ăn ngon, đằng sau tiệm này có quán bánh nướng Hoàng Kiều, bánh ngọt phù dung, rượu cất nguyên tử, mì hoành thánh da giòn, thỏ nấu cay, bún gạo, vằn thắn tương ớt, gà nướng, bánh gián hành. Mộng thiền thiền vội đọc ra các món ăn nàng đã quen thuộc như lòng bàn tay. Nàng chưa đếm xong, hai mắt kim đồng đã sáng lấp lánh, nuốt nước miếng ửng ực. Tuy không biết rõ là gì, nhưng mới nghe tên ta đã thấy rất lợi hại. Được rồi, sau khi ăn xong nhà này, đi lần lượt tiếp từng nhà một. Ánh mắt của nàng cong lên như trăng khuyết, lau vội nước miếng, vội vàng nói. Trong khi mọi người nói chuyện, tiểu nhị lưng gù đã mang thêm 10 lồng bánh bao tới, kim đồng khẽ mở miệng hút cả 10 lồng bánh bao vào bụng. Hàn lập thấy cảnh này, khẽ cười, nâng bát canh dê lên uống một hớp. Nước canh đậm đà, nước hơi đục nhưng không hề có mùi tanh, uống một gấp trôi qua cổ họng, liền thấy ấm bụng. Mùi vị này, đã lâu không gặp, Hàn Lập đã quên mình bao nhiêu năm rồi không ăn uống đồ ăn thế tục, một bát nước canh dê kéo hắn trở về trốn hồng trần nhân gian, làm hắn nhớ lại thôn nhỏ bên núi ở nhân giới ngày xưa. Hắn nhìn bốn phía, ngắm dòng người đi lại tấp nập trong ánh đèn lồng sáng rực, lòng bồi hồi. Tu hành đại đạo, đã thấy quá nhiều phong cảnh hùng vĩ tráng lệ nên thơ, nhưng quan sát nhân gian mới là cảnh đẹp nhất chương 525, không đáy. Khí thế trong phòng bếp cửa hàng bánh bao ngất trời, không ngừng suốt từng lồng bánh bao thịt dê mới ra, đưa đến bàn của bọn Hàn Lập. Hai cái tay nhỏ và cái miệng không lớn lắm của Kim Đồng không dừng lại chút nào, nhanh như gió cuốn mây tan, ăn từng lồng từng lồng, cuối cùng ăn trọn cả 70 lồng bánh bao vào bụng. Ánh mắt mọi người vốn không hề nhìn bên này, nhưng thấy cảnh này cả đám nhao nhao nhìn qua. Hàn Lập thấy thế, đành phải kêu mộng thiền thiền tính tiền, lôi kéo Kim Đồng đang cao hứng rời khỏi cửa hàng bánh bao, tới cửa hàng bánh nướng tiếp theo. Trông coi cửa hàng bánh nướng là một lão hán tuổi gần bát tuần và cháu trai mình, sản lượng tự nhiên không sánh bằng cửa hàng bánh bao lúc trước, bởi vì thời gian bánh nướng ra lò chậm, rất nhanh đã bị kim đồng ăn đến hết hàng. Bánh nướng tuy chỉ là thức ăn bình thường của dân gian, nhưng lão hán này đã kinh doanh chừng 60 năm, nghiên cứu sáng tạo ra không ít khẩu vị đặc sắc, bên ngoài cứng bên trong xốp giòn, thơm nước ngon miệng, làm cho kim đồng ăn no thỏa mãn, thỉnh thoảng hô to khen thường. Vì vậy Kim Đồng khen thưởng một tiếng, Thiền Thiền cũng lại khen thưởng, hảo hảo làm đại sư tỷ thêm nghiệt. Lão Hán kinh doanh nhiều năm như vậy cũng chưa có một lần sinh ý tốt như thế, và lại nhìn thấy Kim Đồng thật tâm thích ăn bánh nướng lão làm, mặt mày mừng rỡ hớn hở, đi tới Hàn Lập khen con bé này có khẩu vị tốt. Mộng Thiền Thiền tính tiền xong, lại dẫn bọn Kim Đồng đi uống rượu cất bánh trôi. Tại cửa hàng này, lúc đầu trưởng quầy đã làm xong một nồi lớn, nhân bánh hạt vừng, bánh đậu nhân thịt nhồi, cùng nhân hoa quế, tất cả đều có, trực tiếp bị bọn Hàn Lập bao trọn hết. Rất nhanh, tin tức nơi đây đã đến một vị đại vị vương, truyền khắp cả con đường. Thế cho nên tất cả mặt tiền cửa hiệu trên đường cũng bắt đầu toàn lực thúc dục chuẩn bị, tăng cường nhân thủ đi làm điểm tâm, thức ăn sở trường nhà mình. Làm xong, ở sát đường lại dựng bàn ghế, nào là bánh đậu vàng, bánh kê hấp tẩm bột đậu nành, bánh dẻo lạnh. Vân vân, xếp đặt toàn bộ lên, lần này, Kim Đồng càng vui vẻ, nàng qua lại trên đường quả thực giống như một vòi rồng, đi qua chỗ nào thì quét sạch mỹ thực chỗ đó, chỉ để lại hàn lập và mộng thiền thiền theo ở phía sau, thanh toán cho nàng. Từ lúc trạng vạng tối, mãi cho đến chăn treo trên ngọn cây, các cửa hàng của cả con đường chưa được kim đồng nếm thử qua, cũng không đóng cửa hàng kinh doanh, mà chờ nàng vào xem, nửa con phố vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, không ít trưởng quầy cửa hàng đều xoa tay trà sát, trông chờ đến mòn cả mắt. Bởi vì vị đại vị vương này, ngoại trừ khẩu vị tốt, còn đặc biệt hào phóng, chỉ cần ăn ngon, sẽ lại khen thưởng, hơn nữa khen thưởng không phải bạc, mà là linh thạch, lại không phải là linh thạch hạ phẩm, mà là linh thạch trung phẩm, thậm chí còn có ít cửa hàng nhận được linh thạch thượng phẩm, đây chính là vật mà một ít tu tiên giả trông chờ đến đỏ mắt. Mộng thiền thiền vốn cũng không tích góp được nhiều, sớm đã bị kim đồng rút không còn bao nhiêu, kết quả còn chưa kịp mở miệng thì Hàn Lập đã tiện tay ném tới một cái túi. Thần thức nàng quét qua một cái, lập tức sửng sốt cả buổi. Trong túi này đều là linh thạch cực phẩm, có chừng hơn vạn, những thứ này tự nhiên là trước đây không lâu bên trong minh hàn tiên phủ hàn lập đoạt được không biết từ chỗ vị kim tiên nào hôm nay khó có được một đoạn thời gian nhẹ nhõm hắn tự nhiên vui vẻ của người phúc ta làm cho kim đồng vui vẻ một hồi hảo hảo cảm thụ một chút mỹ thực trong nhân thế này thật vất vả cuối cùng ba người mới tới trước quảng duyệt lâu trường quầy quảng duyệt lâu là một nam tử mập mạp mặc áo gấm vừa thấy ba người hàn lập tới cửa lầu lập tức ý cười đầy mặt chạy ra đón chào trong miệng liên tục kêu khách quý lâm môn khách quý lâm môn hàn lập đánh giá sơ qua một chút liền phát hiện người này là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trên lầu còn có phòng chống không hàn lập liếc qua vị trí đầu bậc thang mở miệng hỏi có có mời khách quan lên lầu trưởng quầy vừa đi trước dẫn đường vừa mời ba người đi lên lầu hàn lập mới phát hiện trên lầu tuy rằng đèn đuốc sáng trưng nhưng không biết có phải vì thời gian quá muộn hay là do trưởng quầy cố ý làm ra mà không có một bóng người tất cả những bàn trên lầu này chúng ta bao hết tất cả rượu và thức ăn trong lầu các ngươi đều mang lên hết, bày hết lên mấy cái bàn này đi. Sau khi ba người ngồi xuống một vị trí bên cửa sổ, mộng Thiền thiền quét mắt toàn bộ lầu 2, phân phó cho trưởng quầy. Được rồi, thượng tiên chờ một lát, trưởng quầy mập mạp lên tiếng, sau đó đi xuống lầu. Lúc này, trong tay kim đồng còn ôm một miếng bánh ngọt phù dung lớn, không biết vì cái gì, cái miệng nhỏ vẫn ăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra sự vui vẻ thỏa mãn. Tạo sao chỉ có một mình ngươi ở đây, ca ca của ngươi đã đi đâu hàn lập thu hồi ánh mắt nhìn về phía mộng thiền thiền đột nhiên mở miệng hỏi mộng thiền thiền nghe vậy đột nhiên sắc mặt hơi ngưng lại vội vàng nói lúc trước cao hứng khi thấy lệ đại nhân trở về nên quên mất việc này ta đang muốn bẩm báo với người ca ca của ta cùng tôn đại ca đã mang theo mấy người mộng hùng trở về mạnh trí quốc rồi hàn lập nghe vậy cảm thấy cái tên này có chút quen tai lông mày không khỏi cao lại sắc mặt lộ ra một chút hồi ức Mộng thiền thiền nhìn thấy lông mày hắn nhíu lên, trong lòng nhất thời có chút lo lắng bất an. Mạnh trì quốc, chính là quê hương lúc đầu của các ngươi. Hàn lập nhớ lại, sau đó mở miệng hỏi, đúng là cố quốc chúng ta, tôn đại ca đột phá hóa thần cảnh, phải đi về thay tôn thị hoàng tộc bọn hắn đòi lại công đạo, ca ca của ta khuyên can không được, lại không yên lòng nên cũng đi theo. Mộng thiền thiền gật đầu nhẹ nói ra, trong khi hai người nói chuyện, người quảng duyệt lâu đã mang rượu và thức ăn lên liên tiếp, tiểu nhị ở bên cạnh cũng nhanh chóng đọc tên món ăn, các hương vị đều đủ, các món ngon rực rỡ muôn màu bày đầy bảy tám cái bàn. Hàn Lập và Mộng Thiền Thiền vẫn chưa đụng đũa, chỉ có một mình Kim Đồng trực tiếp động thủ khai đao, ăn như gió cuốn. Mộng Thiền Thiền thấy Hàn Lập không nói lời nào, trong nội tâm có chút lo sợ bất an, thử thay hai người bọn họ giải thích. Lệ đại nhân, bọn họ cũng không phải là bất tuân lệnh người, chỉ là... Chỉ là không biết làm thế nào liên hệ đại nhân, xin người đừng vì chuyện này mà trách tội bọn họ. Thường ngày thoạt nhìn tôn đại ca giống như không có việc gì, trên thực tế vẫn không buông được chuyện cũ, nếu không lấy tâm tính của huynh ấy, cũng sẽ không tu luyện cần cù như thế. Không sao, ta chưa bao giờ không cho phép các ngươi đi báo thù, chỉ là nhất định phải chờ đủ thực lực mới được. Kỳ thật lần này ta trở về Thiên Vân Thành, cũng có một số việc giao cho các ngươi. Hàn Lập vẫy vẫy tay, nói ra, xin nghe đại nhân phân phó. Thần sắc mộng thiền thiền buông lỏng, lập tức thi lễ nói ra. Không phải là đại sự gì, chỉ là ta sắp ly khai Bắc Hàn tiên vực, cũng không biết năm tháng nào mới trở về, ta cũng có duyên phận với các ngươi, nên đến gặp các ngươi an bài một số việc sau này mà thôi. Hàn Lập nói ra, lệ đại nhân phải ly khai, sao không mang bọn ta cùng đi, mặc dù không có quá nhiều trọng dụng, nhưng có thể đi theo làm tùy tùng thay đại nhân làm chút ít việc vật vãnh. Mộng thiền thiền nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói. Lần này đường xá hiểm trở, không thể mang bọn ngươi đồng hành. Ta đã chuẩn bị xong đan dược và pháp bảo cho các ngươi, còn có một ít công pháp tu luyện đều đặt trong vòng chữ vật này. Nếu như bọn hắn không có ở đây, vậy thì đưa ngươi sau này phân phát cho bọn họ. Hàn lập khoát tay chặn lại, nói thêm. Hắn nói những lời này xong, tuy thần sắc mộng thiền thiền có chút ảm đạm, nhưng không nói thêm gì nữa. Mặt khác, trong vòng chữ vật này còn có 30 tấm mặt nạ đầu thú, đều là vật có phẩm cấp thượng giai để che giấu khí tức, đã được xử lý đặc thù, lại còn điều chỉnh một ít cấm chế trong đó, cách sử dụng như thế nào ta đều ghi chép ở bên trong ngọc giản. Ngày sau các người hành tàu tiên vực, nếu có thời điểm không ngờ, có thể dùng để thay đổi dung mạo, che kín dấu vết hoạt động. Hàn lập tiếp tục nói, dứt lời, cổ tay hắn chuyển một cái, lấy ra một vòng chữ vật màu trắng đưa tới. Đa tạ lệ đại nhân đã thay ta cân nhắc chu toàn như thế. Mộng thiền thiền nhận lấy, mở miệng cảm ơn. Sau một khoảng thời gian nữa, tất cả thế lực lớn ở Bắc Hàn Tiên vực có thể sẽ lộ mặt một lần nữa, đến lúc đó có lẽ sẽ có một trận phong ba lớn khó có thể tưởng tượng quét sạch. Sau khi bọn Vân Quy trở về, các ngươi lập tức lên đường, trước tiến về ô mông đảo ở Hắc Phong Hải Vực. Bên kia ta đã an bài mọi chuyện, sau khi tới tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Hàn lập dừng một chút, sau đó nói tiếp, tuân mệnh, trong lòng mộng thiền thiền hơi động một chút, lập tức nói. Hai người tạm thời dừng câu chuyện nhìn qua, mấy bàn thức ăn chung quanh đã bị kim đồng ăn sạch không còn chút nào. Hàn lập cười cười, cổ tay rung lên, lấy ra một bình rượu ngon có được trước khi chia tay hô ngôn đạo nhân, rót cho mình và mộng thiền thiền mỗi người một chén, sau đó ngửa đầu uống cạn. Mộng thiền thiền được sủng mà kinh, hai tay vội vàng tiếp nhận chén rượu, cúi đầu ngửi mùi rượu một cái, nhìn ánh mắt đã chuyển hướng ra ngoài cửa sổ của Hàn lập, ngừng thật lâu không có uống. Cảnh ban đêm ngoài cửa sổ đang trôi qua, ánh trăng mờ nhạt như nước chảy, chảy qua nóc nhà phía xa, nhìn có chút lành lạnh. Hàn lập nhìn vầng trăng khuyết trên không trung kia, trong đầu bắt đầu suy tính hành trình tiếp theo. Đúng lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên nhăn lại, hai mắt có chút ngưng tụ, liền thấy trên bầu trời phía tây thành có một đạo tàn ảnh đang bay rơi xuống phía trong thành. Theo sát phía sau, mộng thiền thiền cũng có cảm giác, sắc mặt thoáng biến đổi. Đi, lúc này hàn lập nói ra, mộng thiền thiền vội vàng gật đầu nhẹ, lấy ra một quả linh thạch, đặt trên mặt bàn, Hàn lập lập tức một tay kéo kim đồng đang nắm hai cái móng heo qua, tay kia bắt lấy bả vai mộng thiền thiền, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt biến mất ở lầu hai quảng duyệt lâu. Cơ hồ trong nháy mắt, thân ảnh ba người cũng đã xuất hiện ở thành tây quan nguyệt viên. Cấm chế các nơi trong vườn không ít, lại không có nửa điểm phản ứng, căn bản không kịp bắt được tung tích ba người. Tiến vào khu vực bên trong một cái sân nhỏ, Hàn lập liếc mắt liền thấy được thân ảnh vừa rồi rơi từ trên không trung xuống, là một đầu đại điểu màu xanh toàn thân đầy vết thương. Chim to tựa hồ cũng nhìn thấy mấy người hàn lập, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu khàn khàn. Nhiệm vũ, sắc mặt mộng thiền thiền trắng nhợt, vội vàng phi độn qua hướng con chim lớn kia. Hàn lập buông cánh tay kim đồng ra, cũng đi theo qua. Lúc đầu kim đồng đang ăn cái gì, đột nhiên bị túm đến nơi đây, trong lòng tất nhiên là không muốn, thời điểm đang tức giận, liền thấy đầu đại điểu màu xanh với thân trồng chất vết thương kia. Con mắt nàng xoay chuyển một cái nhanh như chớp, gặm hai ba lần là xong móng heo bóng nhảy trên tay, bàn tay nhỏ bé trà sát một cái, nhếch miệng lên quẹt một cái to với vẻ vui vẻ bất thiện. Đại điều màu xanh tựa hồ cũng đã nhận ra ánh mắt của nàng, cổ lập tức co rụt lại, hoảng sợ vạn phần, vội vàng dựa sâu vào ngực mộng thiền thiền. chương 526, báo thù, có chuyện gì, Hàn lập nhíu mày hỏi, lần này mấy người đại ca không cho tiểu nữ đi theo, tiểu nữ không yên lòng nên để niệm vũ đi cùng, bây giờ nó đã là yêu thú cấp bậc đại thừa, vốn nghĩ đã chu toàn nhưng với tình hình này chỉ sợ. Ca, ca bọn hắn gặp phải chuyện không lành rồi. Sắc mặt mộng thiền thiền tái nhợt, lắp bắp nói. Hàn lập chớp mắt nhìn về phía đại điểu, dùng thần niệm trao đổi một lúc rồi nói. Mấy người vân quy đang bị vây khốn ở một chỗ cấm địa trong Hoàng Cung Mạnh Trì Quốc. Nhiệm vũ may mắn chạy trốn được về báo tin cho ngươi. Lệ đại nhân, xin cho phép thiền thiền đi cứu ca, ca. Mộng thiền thiền nghe thế, hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Tại sao không thỉnh cầu ta giúp ngươi cứu người? Hàn lập hơi bất ngờ hỏi. Thiền thiền mặc dù không hiểu chuyện nhưng cũng biết sở dĩ đại nhân muốn rời khỏi Bắc Hàn tiên vực là do những biến cố, phong ba sắp đến. Người đã đến tận đây dặn dò, sắp xếp cho chúng ta đã khiến tiểu nữ cảm kích vạn lần rồi, nên không thể làm mất thêm thời gian của người nữa. Mộng thiền thiền nói gấp, nhiệm vụ có tu vi đại thừa kỳ còn bị đánh trọng thương, qua đó cũng biết tu vi của đối phương cao hơn người quá nhiều, Ngươi làm cách nào cứu được bọn hắn. Chưa kể từ đây tới mạnh trí quốc khá xa, người nghĩ bọn hắn có thể trụ được cho đến khi ngươi tới sao. Hàn lập nghe thế, trong lòng tán thưởng, gật đầu nói. Điều này, mộng thiền thiền nghẹn lời, nói như muốn khóc, đi thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Hàn lập từ tốn nói, đại thúc, con chim đang bị thương này, giao cho ta chăm sóc nhé. Không đợi mộng thiền thiền trả lời, kim đồng chạy tới gần vỗ ngực cười cười nói, trên khóe miệng nó tương ớt đỏ chót còn lau chưa sạch, Niệm vũ nhìn kim đồng liền thấy lạnh cả người, lồng vũ khắp người dựng ngược cả lên, vội vàng dãy ruộng đứng dậy nhưng do thương thế quá nặng nên ngã lên ngã xuống mấy lần. Kim đồng, người làm được không? Hàn lập liếc kim đồng hỏi. Tất nhiên là được, những ngày nay ta không có lười biếng, nghiên cứu hết các điển tích trong vòng tay chữ vật rồi. Kim đồng thấy Hàn lập tỏ vẻ nghi ngờ mình, chu môi phồng má thở phì phò hét lên. Không ngờ người còn biết đọc sách, cứ tưởng người chỉ biết ăn thôi chứ. Hàn lập nhíu mày, lắc đầu nói. Đại thúc, không được xem thường ta. Nói cho người biết mọi thứ ghi trong điển tích ta chỉ cần đọc qua cái là hiểu. Chắc là có thiên phú. Kim Đồng nghe thế, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đổi, vội vàng trả lời. Vậy người định giúp Niệm Vũ như thế nào? Hàn Lập hỏi. Cái này quá đơn giản. Kim Đồng vinh mặt nói. Chẳng biết móc từ đâu ra một viên đan dược, nhẹ nhàng nhón vào miệng Niệm Vũ. Niệm Vũ nuốt đan dược vào, ánh mắt nhìn Kim Đồng vẫn đầy cảnh giác, dò xét. Kim Đồng bĩu môi khinh thường, yếu ớt, vô dụng không bằng một góc tiểu bạch nhà ta. Tiểu bạch, người trốn đâu rồi, đồ lười biếng. Vừa nói nó vừa liếc mắt nhìn về mặt dây chuyền bạch ngọc tỷ hưu mà Hàn Lập đang đeo bên hông. Lại làm phiền ta, mặt dây chuyền hiện lên trận quang mang run rẩy một thanh âm vô cùng miễn cưỡng vang lên. Không biết tốt xấu, ta gọi ngươi ra ăn đồ ăn, đã không chịu ra còn làm bộ làm tịch. Kim Đồng nhếch mày nói, đồ ăn của phàm nhân, tiểu gia ta không thèm. Bạch Ngọc tì hưu ông ông trả lời, đã thế ngươi đừng có hối hận, Kim Đồng tức giận, vừa nói vừa cầm mặt dây chuyền lắc lắc. Bộ dáng bát nháo của Kim Đồng vô tình làm không khí đang căng thẳng dịu xuống. Hàn Lập vẫn không yên tâm, lấy ra mấy loại đan dược phân phó mộng thiển thiển cho niệm vụ uống. Vị trí ta đã biết, người ở lại đây dưỡng thương đi. Hàn Lập dặn dò niệm vũ một câu, vung tay lấy ra bích ngọc phi sa lơ lửng trong không trung. Sau đó tay áo hắn cuốn một cái mang theo kim đồng và mộng thiển thiển bay lên phi sa, trong màn đêm lao vút đi như một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất khỏi khung trời. Phía nam cổ vân đại lục, mạnh trì quốc, kinh đô hạo vân thành mấy ngày hôm nay có biến, cửa thành đóng chặt, dân chúng bị cấm túc không được tự ý ra khỏi nhà. Đã là nửa đêm, đường phố vắng vẻ, đèn đuốc tối om, nếu không phải lâu lâu vẫn thấy một vài binh sĩ vũ trang đầy đủ đi tuần ở các nẻo đường thì chỉ sợ người ta sẽ nghĩ đây là một tòa thành chết. Nhưng không khí ở khu vực Hoàng Cung phía Nam Hạo Vân Thành lại hoàn toàn trái ngược, đèn thắp sáng trưng, khắp nơi đều có cấm vệ quân cầm đuốc đi lại tuần tra, nhất là chỗ dưỡng tâm điện phía sau ngự hoa viên bị vây chặt, giọt nước không lọt. Phải có đến mấy trăm người tham gia vây bắt, trên thân tỏa ra khí tức không tầm thường, tất cả đều là tu sĩ. Người cầm đầu là một lão già dâu bạc trắng mặc cầm bào màu tím, dáng người cao gầy, rất có vẻ tiên phong đạo cốt, một thân tu vi luyện hư trung kỳ. Lão chính là từ gia lão tổ từ thọ, trưởng quản thế gia tu tiên ở mạnh Tri quốc. Giờ phút này, lão nhíu chặt đôi lông mày màu trắng, sắc mặt rất khó coi. Nửa tháng trước, hậu nhân hoàng tộc tôn thị, triều đại trước của mạnh trì quốc cùng người vân gia đột nhiên quay về bạo loạn, bọn chúng cùng với một ít cựu thần tiền triều nội ứng ngoại hợp đánh cho từ gia không kịp trở tay. Lão đang bế quan cũng phải vội vàng chạy ra, lúc đó tu sĩ từ gia đã chết hơn phân nửa, tên hoàng đế bù nhìn phế vật cao thị suốt ngày đắm chìm trong tử sắc còn bị dọa kinh hoàng sợ quá lăn đùng ra chết, mọi chuyện dối bời sau khi lão dùng thủ đoạn xét đánh ổn định thế cục của gia tộc liền tự mình giao chiến với hậu nhân tôn thị nhưng thật không ngờ gã liên thủ với một tên hậu bối vân ra lại đánh ngang tay với lão cũng không biết chúng nó có cơ duyên gì mà đã tu luyện công pháp đỉnh giai pháp bảo trên người còn nhiều không đếm xuể nên mặc dù cảnh giới của lão cao hơn hẳn nhưng không thể làm được gì khốn khổ hơn hai gã kia còn mang theo một đầu điều thú thực lực đại thừa kỳ mới ra tay đã suýt lấy mạng lão nếu không phải vị đại nhân kia kịp đuổi tới thì giờ này lão còn không đứng được ở đây mà than nữa rồi. Lão tổ, bọn phản nghịch đã trốn trong giếng cạn hai ngày, chúng ta dùng pháp trận do ân chủ truyền cho rút hết linh khi bên trong ra, nhiều nhất hai canh giờ nữa liền có thể bài trừ cấm chế. Một tên nam tử trung niên trên mặt có nốt ruồi đen thi lễ với lão giả, cung kính nói. Vân gia đã kinh doanh tại mạnh trì quốc trong thời gian dài, chỗ cấm chế này bọn chúng hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên mới tu kiến xong, lần này không được chủ quan, để phòng chúng còn có hậu trước. Phải bằng mọi giá chảm thảo trừ căn, không để một con ruồi nào chạy thoát. Từ thọ nghiêm túc, chậm rãi phân phó. Ân chủ cứ mãi đuổi theo con yêu thú kia, nếu có người ở đây thì chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể phá bỏ cấm chế này rồi. Nam tử trung niên nghe vậy, nói không suy nghĩ. Từ thọ nghe xong đang muốn gian dậy y không nên nhiều lời, thần sắc đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn vào màn trời đêm một đạo lưu quang màu vàng xé rách bầu trời hạ xuống bên cạnh giếng cạn. Khấu kiến ân chủ, từ thọ nhìn thấy người tới, không người thi lễ, đám người còn lại quỳ lạy trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Một tên thanh niên nam tử mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt không có gì đáng chú ý liếc nhìn gã tu sĩ trung niên đang quỳ gối bên chân từ thọ, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, y vung tay, đầu gã trung niên rơi xuống. Máu me văng đầy trời, bắn cả lên vạt áo từ thọ, người lão căng cứng, đứng yên không dám nhúc nhích thanh niên nam tử mặt lạnh như băng thu nguyên anh của gã tu sĩ mặt có nốt ruồi vào tay, nhẹ nhàng trà sát thành bột mịn. Vừa rồi y đuổi theo con quái điểu màu xanh kia, nhìn ra nó chỉ là yêu thú mới tiến cấp đại thừa kỳ thế mà độn tốc còn nhanh hơn tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Mặc dù y đã dùng hết tốc lực đuổi theo nhưng không thể bắt kịp, cho nên đang rất khó chịu trong người. Tên nô tài này không biết giữ mồm giữ miệng, coi như làm nơi cho y phát tiết một chút. Thế nào rồi, y lạnh nhạt hỏi, bẩm ân chủ, hai canh giờ nữa là có thể phá được cấm chế. Từ thọ vội vàng đáp, không có thời gian, nhanh thu thập cuộc diện rối rắm này, ta còn phải quay về tông môn. Từ nay về sau tài nguyên mà các người phải mang đến thạch cơ điện tăng lên gấp đôi. Thanh niên nam nhíu mày nói, từ thọ nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Sở dĩ từ ra bỏ mọi giá đoạt lấy mạnh trí quốc vì trong nước có một mạch khoáng hoa dương xa, bấy lâu đã phải cung phụng cho người này gần nửa sản lượng thu hoạch. Bây giờ đối phương mở miệng cái là muốn tăng gấp đôi, gia tộc lão còn miếng cháo nào để húp nữa đây thế nào có vấn đề gì không thấy lão trần trừ không trả lời thanh niên nam từ nhíu mày hỏi không có không có cần tuân pháp chỉ của ân chủ người từ thọ run lên vội vàng đáp thanh niên nam từ nghe vậy không để ý đến lão nữa vung tay lên lấy ra năm lá đạo bùa màu vàng y ngâm tụng một tiếng chú ngữ năm lá bùa thiêu đốt cháy rực tạo ra năm ngọn lửa màu sắc khác nhau rồi bắn nhanh về phía giếng cạn quang mang màu vàng đất ở miệng giếng lập tức sáng lên, pháp trận bố trí bốn phía cũng nhanh chóng phát động, phối hợp với năm ngọn lửa đánh thẳng xuống giếng. Ầm một tiếng vang lên, dưới giếng một tầng ánh sáng màu vàng ảm đảm nổi lên, chớp nháy rồi nhanh chóng vỡ nát. Ngay lúc đó, bảy tám đạo hào quang từ trong giếng bay vụt ra như pháo hoa giữa nền trời đen, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Nhưng mà bọn hắn chưa kịp phân tán chạy trốn đã bị một chiếc ô ánh sáng năm màu từ trên không chụp xuống, quay tròn tứ phía tạo ra một cỗ hấp lực vô hình, chặn đứng các đạo hào quang, ép chúng phải quay trở về mặt đất. Hào quang tắt ngấm, hiện ra mấy tên tu sĩ đứng tán loạn quanh giếng cạn. Tu sĩ từ gia cầm pháp khí trong tay đã sớm chuẩn bị vội vàng lao lên khép kín vòng vây, nhìn mấy người này cười gần. Gần giếng cạn nhất là một gã mặc áo bào xanh, bên hông đeo một ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, nhìn thật thà chất phác, cạnh hắn là một gã đồng tuổi, dáng người khôi ngô như thiết tháp. Hai người này chính là Mộng Vân Quy và Tôn Bất Chính, những người đang đứng tán loạn bốn phía là đám mộng hùng, tất cả đều bị trọng thương. chương 527, mất tích, Vân Quy, lần này là ta nợ ngươi, đáng tiếc cả đời này sợ là không có cơ hội báo đáp. Kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ, tôn bất chính bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, nói chuyện nhưng khí thức có chút bất ổn. Ai, về sau chỉ còn một mình thiền thiền, không biết phải làm sao bây giờ. Mộng Vân Quy thở dài một tiếng, lo lắng nói, nghe lời ấy, vẻ mặt tôn bất chính càng thêm áy náy, Cắn chặt hàm răng lại. Đừng vội, các ngươi sống chết hay không còn chưa đến lượt các ngươi tính, mà là do ta định đoạt. Nam tử thu hồi chiếc ô năm màu, giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ vào mình, thản nhiên nói: Muốn giết cứ giết, nói nhiều vô ích. Tôn Bất Chính thấy thế, nổi giận quát: Nói cho ta biết sư thừa các ngươi là ai, ở nơi nào, vì sao có nhiều pháp bảo phẩm giai không tệ như vậy? Còn con chim to màu xanh kia có lai lịch gì? Các ngươi thành thật trả lời, có lẽ ta sẽ rủ lòng từ bi buông tha các ngươi. Nam tử đứng ở giữa nói ra với vẻ tự nhiên, Tôn Bất Chính nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nếu còn có một chút khả năng, gã vẫn hy vọng Mộng Vân Quy có thể sống được. Muốn giết chúng ta, lại sợ trêu chọc đến thế lực tông môn chúng ta, trước người muốn điều tra rõ ràng, sau lại giết rồi xóa hết dấu vết. Đừng uổng phí khí lực, chúng ta sẽ không nói bất cứ thứ gì. Lúc này, Mộng Vân Quy nói thẳng ra, cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết tận dụng, vậy cũng đừng trách ta. Nam tử cười giữ tợn một tiếng, nói ra, dứt lời, cổ tay gã run lên, chiếc ô năm màu lập tức lượn vòng lên, bay vào giữa không trung che phủ đỉnh đầu mọi người. Chỉ thấy trên mặt ô có phủ văn chấp động, bên trong ô sáng lên từng đạo thải quang dày đặc, như vô số sung điện năm màu bắn tới phía mấy người mộng vân quy. Thiền thiền, sắc mặt mộng vân quy bình tĩnh, ý nghĩ cuối cùng trong đầu vẫn là muội muội của y. Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định, lại có một màn xuất hiện khiến cho tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Chiếc ô nằm màu lơ lửng giữa không trung đột nhiên rung rung kịch liệt một hồi, trực tiếp mất đi khống chế, mặt ô xếp lại, thu nạp toàn bộ thải quang lại, sau đó bay ngược lên phía trên bầu trời. Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn thỏ ra bắt lấy thân ô, tiện tay liền trực tiếp xóa đi liên hệ thần hồn giữa nó và nguyên chủ nhân. a à, trong miệng nam tử kêu rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên phía trên bầu trời. Chỉ thấy trong màn đêm, một bích ngọc phi xa toàn thân màu xanh lá đang lơ lửng giữa không trung mặt ngoài lượn lờ chẳng chịt ánh huỳnh quang, đứng trên đó là ba đạo nhân ảnh. Lệ đại nhân, thiền thiền, mộng vân quy thấy rõ ba người đứng trên phi xa, lập tức kinh hỉ kêu lên. Mấy người tôn bất chính thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng quá đỗi mộng hùng càng là hốc mắt ửng đỏ, vui đến phát khóc rồi. Bái kiến lệ đại nhân, mấy người kho người bái lễ, cùng kêu lên, vân quy, ngươi làm tốt lắm, hàn lập gật đầu nhẹ, nói ra, mộng vân quy có chút khó hiểu, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt. Nhưng tôn bất chính lại biết, lệ đại nhân đây là đang tán dương y, lúc trước thả chết cũng không chịu nói ra thân phận của người. Nghĩ tới đây, trong lòng của gã cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu lúc trước mình mảy may lộ ra, có lẽ giờ phút này lệ đại nhân sẽ ngồi nhìn bọn gã thân tử đạo tiêu rồi. Đại ca, mộng thiền thiền kêu lên một tiếng, thân hình lập tức lướt xuống phi xa, đáp xuống bên cạnh mộng vân quy, xuất ra bình xứ bạch ngọc mà hàn lập cho nàng, đổ ra mấy viên đan dược vàng óng, phân phát cho bọn họ. Cách đó không xa, Nam tử lúc trước còn tự nhiên không màng danh lợi, lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mấy người từ thỏ càng sợ hãi run rẩy, cũng không dám thở mạnh một cái. "Ngươi là người Thạch Cơ Điện?" Hàn Lập liếc qua phục sức trên người nam tử, hỏi. "Hồi, Hồi bẩm tiền bối, vãn, vãn bối La Hoa, là ngoại môn đệ tử Thạch Cơ Điện." Nam tử tự ổn định tâm thần, đáp, "Dù sao gã cũng xuất thân là người Thạch Cơ Điện, tuy chỉ có tu vi đại thừa đỉnh phong, nhưng ánh mắt lại không tệ." nhìn qua liền biết người trước mắt tuyệt không phải mình có thể chống lại nên triệt để buông tha chống cự a à, người có biết cao thăng không hàn lập mở miệng hỏi ra một vấn đề vượt quá dự kiến của la hoa người tiền bối hỏi có phải là trưởng lão cao thăng ngày trước từng trực tại tiên cung không la hoa sửng sốt một chút có chút nghi ngờ hỏi hắn từng trực tại phi thăng đài hàn lập bất động thanh sắc nói như vậy đúng rồi cao thăng trưởng lão đã mất tích mấy trăm năm trước tông môn đã hao phí rất nhiều tài nguyên tìm kiếm tung tích của người nhưng đến nay vẫn hạ lạc bất minh la hoa sợ hàn lập không hài lòng với đáp án này có chút sợ hãi nói ra mất tích mất tích như thế nào lông mày hàn lập cau lại trầm ngâm hỏi bẩm tiền bối vãn bối chẳng qua chỉ là một ngoại môn đệ tử chuyện cao thăng trưởng lão mất tích thật sự biết rất có hạn kính xin tiền bối thứ lỗi la hoa nơm nớp lo sợ nói ra hàn lập nghe vậy lông mày cao lại bàn tay bỗng nhiên thò ra chộp vào hư không một cái thân hình la hoa không tự chủ được từ mặt đất bay vút lên bị một tay hắn bóp chặt cổ họng tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng thân hình la hoa điên cuồng vặn vẹo mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ cầu xin tha thứ không thôi mặt hàn lập không biểu tình một ngón tay giơ lên đầu ngón tay lóe sáng hào quang điểm tới mi tâm la hoa hắn đúng là trực tiếp dùng bí thuật siêu hồn tên kia sau một lát lông mày hàn lập nhíu lại phát hiện trong thức hải tên kia thậm chí có một tầng cấm chế ngăn cách sự thăm dò của hắn khóe miệng của hắn nhếch lên, thúc giục luyện thần thuật một chút, cấm chế trong đầu la hoa lập tức tiêu tan như băng tuyết, không còn sót lại chút nào. Do xét một lát, sắc mặt hàn lập càng thêm âm trầm, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia tức giận, hào quang trên ngón tay càng sáng hơn. Thời điểm lúc đầu la hoa bị hắn nắm trong tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lúc sau mặt mũi bắt đầu méo mó, khóe miệng chảy rãi, thần sắc càng lúc càng cổ quái, đến cuối cùng, mắt đảo tròng trắng, trực tiếp mất đi. Hàn lập thấy thế, hư lạnh một tiếng, tắt một cái làm gã trực tiếp đập khảm vào dưới mặt đất, thân thể rơi xuống nát như, Nguyên Anh đã bị luyện thần thuật triệt để hủy diệt linh tính, trực tiếp bị chấn nát bấy. Một màn này rơi vào trong mắt mấy người từ thọ chung quanh, làm bọn họ kinh hãi đến tột đỉnh. La hoa trong mắt bọn họ như thần thánh thông thiên, cơ hồ không ai bị nổi, nhưng trước mặt nam tử trẻ tuổi có làn da ngăm đen này thì lại phản kháng một chút cũng không làm được, liền thân vẫn đạo tiêu tại đương trường. Suốt cuộc tu vi đối phương đạt đến loại tình trạng nào, bọn họ không cách nào tưởng tượng được, cũng không dám suy nghĩ. Lúc này bọn họ sớm đã nhao nhao quỳ dạp trên đất, trên trán và sau lưng chảy dòng mồ hôi lạnh, thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt. Sở dĩ Hàn lập tức giận, là vì La Hoa này nói không có nửa điểm sự thật. Gã thực sự không phải là ngoại môn đệ tử bình thường, mà là đệ tử võng La Điện thuộc Thạch Cơ Điện, chuyên thu thập tình báo, năm đó vì tìm tung tích cao thăng mới lưu chuyển đến mạnh trì quốc này. Về sau, gã phát hiện nơi này có một đầu khoáng mạch hoa dương xa, vì làm của riêng, mới ra tay giúp đỡ từ gia thay thế vân gia tiêu diệt tôn thị hoàng tộc khống chế nơi này mà cao thăng kia vốn là thân truyền đệ tử của đại trưởng lão thạch cơ điện năm đó mất tích khiến trong môn chấn động rất lớn tông môn lại không biết nhiều về lý do tại sao y mất tích nhưng lại biết y tựa hồ có quan hệ với một nhân vật thần bí trong môn cũng có truyền lưu bức họa người này mà nhân vật thần bí này tự nhiên đúng là hàn lập còn có rất nhiều đệ tử võng la điện giống như la hoa mấy trăm năm trước đã được tông môn phái ra khắp nơi tìm kiếm tung tích cao thăng. Cho nên, lúc nhìn thấy Hàn Lập, gã tự nhiên nhận ra hắn đúng là thần bí nhân trong bức họa được lưu truyền. Giết chết la hoa xong, trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ do dự, suy nghĩ có nên đi một chuyến tới Thạch cơ điện, dò xét thoáng một chút tin tức liên quan đến cao thăng không, dù sao đối với sự tình năm đó, trung quy hắn vẫn cảm thấy có chút nghi kỵ không thể giải trừ được. Bất quá suy nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định không nên vẽ vời cho thêm chuyện, hôm nay ly khai minh hàn tiên phủ đã qua một đoạn thời gian có lẽ thiên đình đã có không ít hành động thời gian lưu lại cho mình cũng không còn nhiều lắm vì kế hoạch hôm nay hắn nên mau rời khỏi phiến thị phi này đây mới đúng là chính sự nghĩ đến đây hàn lập nhấc một tay lên một ngón tay điểm về hướng người cầm đầu là từ thọ một luồng thanh quang lập tức khốn trói gã ngay tại chỗ ta ở trên ngọn núi ngoài thành kia cho các ngươi nửa canh giờ nói xong bích ngọc phi xa lóe lên thanh quang liền biến mất trong hoa viên Tôn Hạo, tạ lệ đại nhân hôm nay tri ân. Tôn bất chính chậm rãi quỳ một gối xuống bái về hướng bóng lưng Hàn Lập, nói. Sau một lát, trong người Hoa Viên có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, huyết quang đại thịnh. Trên tòa Thanh Sơn bên ngoài Hạo Vân Thành, Hàn Lập ngồi bên trong đỉnh núi đình nghỉ mát, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn, Kim Đồng ngồi xếp bằng trên nền, hai bàn tay nhỏ bé đang cầm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, bẻ xuống từng đoạn từng đoạn nhét vào trong miệng, đôi mắt thì không ngừng quét qua khắp nơi tựa hồ có chút hứng thú với cảnh vật xung quanh. Hàn lập mở to mắt, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều ra một khối pháp bảo hình tròn dạng la bàn. Hắn nhìn đường vân kỳ dị trên la bàn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngay vừa rồi, lúc hắn sử dụng luyện thần thuật, khối la bàn này đột nhiên nổi lên một tia phản ứng. Hàn lập suy nghĩ một chút, âm thầm thúc giục luyện thần thuật. La bàn hình tròn trên tay hắn lập tức dâng lên một mảnh xương mù màu trắng, bao phủ toàn bộ mặt la bàn một đạo quang điểm hồng sắc chấp sáng chấp tối, không ngừng chấp động trong đám sương mù. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, thu hồi luyện thần thuật, đạo quang điểm kia vẫn chấp động vài cái, rồi dần dần tắt đi. Sau khi thăm dò, trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ. Cái la bàn này lại có thể phát hiện tung tích người sử dụng luyện thần thuật ở gần đó. Trước mắt, tuy không rõ khoảng cách dò xét của nó có xa hay không, nhưng vật ấy xuất phát từ thái ất ngọc tiên công thâu cửu, chỉ sợ uy năng sẽ không nhỏ, ngày sau lúc hành tàu tiên vực khác, ngược lại nên đặc biệt chú ý, không thể tùy ý sử dụng luyện thần thuật. Hàn Lập thở vào một cái, sau đó lật tay thu khối la bàn kia, lại nghe một hồi tiếng ngáy nhẹ nhàng truyền đến đều đều. Hắn theo tiếng ngáy nhìn lại, đã thấy Kim Đồng nằm nghiêng người ngủ trên mặt ghế, chẳng biết nó đã say rất nồng từ lúc nào, khóe miệng còn mang theo một tia cười yếu ớt. Chương 528: Đi ra gặp ta. Hàn Lập thông qua thần hồn liên hệ thử gọi Kim Đồng dậy nhưng không có kết quả hắn suy nghĩ một chút rồi vung tay thu nó vào trong linh thú đại. Gió núi thổi nhẹ nhẹ, mát mẻ sảng khoái không gì sánh được, nơi chân trời phía xa xa có ánh nắng sớm sáng lên, đã gần đến lúc bình minh. Một lát sau đám người mộng vân quy cũng đi tới, cúi đầu trước đỉnh bái kiến Hàn Lập. Hàn Lập liền nói lại một lượt những việc lúc trước đã dặn dò mộng thiền thiền rồi nhanh chóng rời đi. Mộng thiền thiền thấy bóng hình hắn chốc lát đã biến mất không còn dấu vết, ánh mắt không giấu được vẻ hụt hứng, buồn bã. Tu vi của lệ đại nhân hình như lại mới tăng cao, chỉ sợ còn cao thâm hơn những vị kim tiên đạo chủ ở Trúc Long đạo lúc trước. Tôn bất chính lòng đầy ngưỡng mộ, nói nhỏ, vì thế nên chúng ta càng phải chăm chỉ tu luyện gấp bội, sau này dù chưa đủ sức giúp đỡ người nhưng cũng đủ khả năng bảo vệ bản thân, không làm vướng tay vướng chân đại nhân nữa. Mộng thiền thiền gật nhẹ đầu, nói ra, thiền thiền nói đúng, việc giống như ngày hôm nay phải để đại nhân tự mình đến giải cứu, nhất quyết không thể có lần thứ hai nữa chờ sắp xếp ổn thỏa việc ở Hạo Vân Thành liền nghe theo lời lệ đại nhân, nhanh chóng đến Hắc Phong Hải Vực. Mộng Vân Quy nhanh chóng đưa ra quyết định, một tháng sau, trên không trung một mảnh hải vực xanh bao la vô tận, xuyên giữa tầng tầng mây trắng có một đạo lưu quang màu xanh bay vọt qua, nhanh như ảo ảnh, giống như một sợi mây hẹp dài khiến người khác khó mà quan sát. Nhưng sau khi bay thêm được mấy vạn dặm, độn quang chất sáng rồi đột nhiên dừng lại. Trong quang mang hiện ra một chiếc bích ngọc phi xa dài khoảng 10 trượng, Hàn Lập mặc bộ áo bảo màu xanh quen thuộc đứng trên đó, trong tay đang nắm lấy một cái linh thú đại tỏa ra kim quang chói mắt. Đây là, dị sắc trong mắt hắn lóe lên, liền mở linh thú đại ra. Một vệt kim quang trong đó lao nhanh ra rồi hóa thành một con giáp trùng toàn thân màu vàng to như quả núi, quang mang toàn thân tỏa ra rực rỡ, chính là chân thân của kim đồng. Trên lớp vỏ của nó được minh ấn vô số đường vân đan sen dày đặc, hình thù phức tạp cổ quái, tỏa ra những trận khí tức khiến người ta khiếp sợ. Mà lúc này, hắn nhìn thấy hai mắt giáp trùng vẫn đóng chặt chưa có dấu hiệu tỉnh giấc thời gian ở linh giới trong quá trình nuôi dưỡng phệ kim trùng hắn biết rõ thời điểm chúng nó tiến hóa sẽ thôn phệ lẫn nhau hiện nay kim đồng hơi khác một chút mới gặm hết đống pháp bảo đã có dấu hiệu tiến dai thảo nào từ khi nó ăn xong cái lò đan kia ta vẫn thấy có gì đó cổ quái không ngờ cuối cùng kết quả như thế này hàn lập cảm nhận được khí thức của kim đồng tăng nhanh không có dấu hiệu dừng lại ban đầu còn có chút lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hắn lật tay lấy ra trận bàn cùng trận kỳ vốn có ý định bố trí trận pháp che đậy dị tượng khi kim đồng tiến dai gây ra kết quả chưa kịp làm gì đã thấy nó đột nhiên mở to hai mắt ờ nó nấc lên một tiếng ầm vang từ trong miệng phun ra một đạo tinh quang thô to hơn trăm trượng chém thẳng ra trăm dặm phía trước những nơi tinh quang đi ra nước biển đang chảy xiết liền bị tách đôi thành một rãnh lớn lộ cả san hô rong rêu dưới đáy ngay sau đó quang mang trên thân giáp trùng biến mất thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một nữ đồng khả ái nữ đồng ruỗi lưng một cái hai mắt mông lung dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng hàn lập thấy vậy không nói gì chỉ im lặng đứng một bên kim đồng tỏa ra khí thức đột một đã là kim tiên hậu kỳ chỉ ăn vài thứ ngủ một giấc cứ như vậy phá tan bình cảnh tiến cấp ư trong lòng hắn hiểu rõ điều cốt yếu khiến kim đồng tiến giai chính là lò đan có phẩm chất cực cao trong thái ất điện trong đó dường như ẩn chứa lực lượng nguyên thần nào đó vô cùng cường đại những pháp bảo khác mà nó nuốt vào chỉ có tác dụng hỗ trợ thêm mà thôi. Tuy nhìn quá trình tiến dài của nó dễ dàng như vậy nhưng tốn hao rất nhiều tài nguyên, đừng nói đến kim tiên, ngay cả thân gia của Thái Ất Ngọc Tiên chưa chắc đã đủ. Đại thúc, có gì ăn không? Kim đồng lúc lắc cái đầu, tỉnh táo hơn một chút, bụng đói reo thành tiếng. Có, rất nhiều, Hàn Lập phất tay lấy ra một thanh cửa phủ dày đặc phù văn đưa cho Kim đồng, nó vội vàng ôm lấy cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhìn thấy cảnh này Hàn Lập chỉ còn biết cười trừ, Kéo nó về lại trên phi xa rồi lấy ra một ngọc giản màu trắng nghiên cứu. Bây giờ mọi việc tại Bắc Hàn Tiên vực hắn đã xử lý xong, đã đến lúc ly khai rồi. Nhưng trước khi đi hắn còn phải tới một nơi nữa. Nghĩ tới đây hắn nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết, bích ngọc phi xa lao nhanh về phía chân trời, biến mất khỏi hải vực minh mông. Thượng A Đại lục nằm ở phía nam Bắc Hàn Tiên vực, nếu so sánh với Cổ Vân Đại lục nơi có trúc long đạo hay Minh Hàn Đại lục ở phương bắc thì hoàn cảnh thiên nhiên hoàn toàn khác biệt nơi đây khí hậu ấm áp, sinh cơ bừng bừng, núi cao rừng rậm mọc lên khắp nơi, đầm lầy vô số, là bảo địa cho rắn độc, mãnh thú phát triển, không phù hợp cho phàm nhân sinh sống. Cho nên mảnh đại lục này tuy đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú nhưng số lượng phàm nhân lại rất ít, thua xa các đại lục ở phương Bắc. Nhưng bởi vì linh mạch rất nhiều, linh khí lại nồng đậm, kỳ chân dị thảo, chủng loại linh thú vô cùng đa dạng nên lại có khá nhiều tông môn tu kiến ở đây. Điểm thương Sơn Mạch là thánh mạch đệ nhất thượng A Đại Lục, thanh danh vang dội. Nhưng khiến nó càng nổi danh chính nhờ Thương Lưu Cung. Thương Lưu Cung có đại cung chủ Lạc Thanh Hải tỏa Trấn, gã cùng với đệ nhất đạo chủ Trúc Long đạo Bách Lý Viêm, Phục Lăng Tông đại trưởng lão Phong Thiên Đô nổi danh là ba thế lực lớn. Dưới trướng còn có Ngũ Cực cung chủ, cũng đều là những vị kim tiên đại danh đỉnh đỉnh, chia nhau chấn thủ năm hướng tiến vào Thương Lưu Cung, trong sáng ngoài tối quản lý toàn bộ đại lục. Ngoài trừ những tồn tại tối cao này, trong cung còn có không ít kỳ nhân dị sĩ, chỉ do môn hạ của thương lưu cung hành tung khá kỳ bí không thích phô trương thanh thế ra ngoài, đại bộ phận chỉ thích đóng cửa khổ tu nên ngoại nhân hiểu biết về họ không nhiều. Lúc này ở hư không một chỗ gần với điểm thương sơn mạch có một tên đại hán dâu quai nón âm thầm đứng quan sát, hắn chính là hàn lập mới từ cổ vân đại lục một đường chạy tới. Hắn nhìn dãy núi trước mặt, trong đầu suy nghĩ về các tin tức liên quan tới thương lưu cung. Từ nơi này nhìn lại, trong điểm thương sơn mạch có mây khí vần quanh bao trùm cả dãy núi, cảm giác vô cùng thần bí linh khí bên trong vô cùng thịnh vượng, đặc biệt linh lực hệ thủy lại càng dồi dào. Ánh mắt Hàn Lập khẽ động, không trần trừ nữa, bay thẳng về phía trước. Hắn vừa mới bước vào phạm vi của điểm thương sơn mạch không lâu đã có một đạo độn quang màu lam từ trong dãy núi bắn ra nghênh đón, nhìn kỹ là một linh chu màu lam hình cá, phía trên có mấy tên đệ tử thương lưu cung, cầm đâu là một gã nam tử tầm hơn 20 tuổi, khuôn mặt vuông vắn. Từ phong cách ăn mặc có thể đoán được những người này là đệ tử tuần tra của thương lưu cung, tu vi không quá yếu, cũng đều là hóa thần kỳ, gã cầm đầu đã là tu sĩ luyện hư kỳ. Vãn Bối là chấp sự ngoại cung Lý Ngang, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, người quang lâm Thương Lưu cung là có việc gì? Thanh niên mặt vuông cảnh giác nước nhìn Hàn Lập, nhưng vẫn hữu lễ chắp tay hỏi. Hàn Lập bày ra vẻ mặt lạnh như băng, không thèm nhìn ai, một cỗ linh áp khổng lồ từ trên người đột nhiên bộc phát ra. Linh chu màu lam như lá bay trong bão táp, bị cuốn văng ra ngoài, đệ tử Thương Lưu cung đứng trên đó miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh thân hình của hắn không dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Có địch nhân tập kích, thanh niên mặt vuông tu vi cao hơn nên chưa ngất đi, miệng hét lên một tiếng lớn, phất tay đánh ra một đạo lam quang bay thẳng lên trời. ầm một tiếng vang lên, lam quang bạo phát trên không trung, bay về bốn phương tám hướng. Hàn lập cũng không ngăn cản hành động của gã, còn không thèm quay đầu lại, tiếp tục bay về phía trước. Sau khi tín hiệu được phát ra, âm thanh từ các nơi vang vọng ầm ý, vô số độn quang từ các dãy núi bay vụt tới chặn đường. Độn quang thu lại, từng người từng người một đều mặc trang phục thương lưu cung, tu vi hơn xa đám lý ngang lúc trước, những tên cầm đầu đều là chân tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Đứng lại, cuồng đồ phương nào dám xông vào thương lưu cung, một lão già tóc bạc, da rẻ hồng hào quát to. Gọi lạc thanh hải đi ra đây gặp ta, sắc mặt hàn lập không đổi, thanh quang trên người lóe lên tạo nên một luồng linh áp khổng lồ màu xanh cuốn về mọi phía xung quanh. Đám người đụng phải luồng linh áp bị đánh văng ra ngoài không có sức phản kháng đạo hữu phương nào giá lâm thương lưu cung chúng ta bọn tiểu bối không hiểu phép tắc nên có chút mạo phạm mong các hạ không nên trách tội ngay lúc này có một thanh âm hùng hậu không gì sánh được truyền tới cùng lúc đó một luồng gió nhẹ đột nhiên xuất hiện quét về bốn phương tám hướng sóng linh áp màu xanh bị triệt tiêu không còn dấu vết hàn lập nhíu mày thân hình dừng lại thanh quang lóe lên hư không cách hàn lập không xa hiện lên một thân ảnh là một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh lam người này dáng người cao gầy dâu dài rủ xuống ngực, rất ra dáng tiên phong đạo cốt, nhưng làn da của lão lại có màu xanh đậm quỷ dị, phá hoại mất khí chất xuất trần đáng lẽ ra phải có. Lão tỏa ra khí tức hùng hậu, là tồn tại cấp bậc kim tiên. Hàn lập liếc nhìn lão, cũng không thèm trả lời. Vị đạo hữu này nhìn lạ mặt vô cùng, không biết tôn tính đại danh như thế nào. Đến thương lưu cung có chuyện gì, lão đạo mặt xanh cũng không tỏ vẻ tức giận, một tay dựng lên trước ngực, thì lễ một cái rồi hỏi. Ta nhắc lại, gọi lạc thanh hải ra đây gặp ta, Hàn lập chậm rãi nói, lão đạo nghe thấy lời ý này sắc mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, lập tức trả lời, vậy thì thứ lỗi, đạo hiểu đến không đúng lúc rồi, là cung chủ ra ngoài từ nhiều năm trước đến bây giờ vẫn chưa về. Nếu đạo hiểu có chuyện quan trọng hay là nói với tại hạ, chờ đại cung chủ trở về cung ta sẽ lập tức báo lại. Minh Hàn Tiên Phủ đã đóng lại từ lâu, mấy ngày trước ta mới gặp Lạc Thanh Hải ở Hắc Phong Thành, cũng biết hắn lập tức về lại thương lưu cung, đã qua thời gian khá lâu rồi chẳng lẽ còn chưa về tới điểm thương Sơn Mạch. Hàn Lập cười một tiếng mỉa mai, hỏi ngược lại, lão đạo mặt xanh nghe thế, im lặng chưa nói thêm gì. Lạc Thanh Hải không muốn ra gặp ta cũng được, nhưng chắc là thương lưu cùng các ngươi chuẩn bị tuyển ra hai tên cung chủ ngũ cực cung mới đi là vừa. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lão đạo nghe thế không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đám người xung quanh chỉ biết quay mặt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Chương 529, tới cửa, nơi đây không có chuyện của các ngươi nữa mau lui xuống đi. Lão đạo mặt xanh ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói với đám người xung quanh. Tuy đám người xung quanh đều hiếu kỳ, nhưng tựa hồ lão đạo mặt xanh này có địa vị khá cao, mọi người không dám cãi lời, nhao nhao đáp ứng một tiếng, ly khai tứ tán. Xin mời đạo hữu theo ta. Lão đạo mặt xanh nói một tiếng với Hàn lập, quay người bay về phía Điểm Thương Sơn. Hàn lập tựa hồ sớm đã sớm dự liệu lão đạo mặt xanh sẽ làm như vậy, trên thân chấp động ánh sáng màu xanh, đi theo sau. Lấy độn tốc của hai người, sau một lát đã đến chỗ sâu trong điểm thương sơn mạch. Đến nơi này, sương mù nồng đậm bao quanh dãy núi chợt biến mất vô tung, tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng. Phía trước là dãy núi trùng trùng điệp điệp, liên nguyên chập trùng, từng ngọn núi tiếp từng ngọn, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Bên trong dãy núi, bắt đầu hiện ra một ít kiến trúc cùng khí tức cấm chế. Vừa rồi nơi chúng ta đi qua là bên ngoài điểm thương sơn mạch, còn nơi này mới đúng là bên trong sơn mạch, thương lưu cung ở nơi đó. Lão đạo mặt xanh vừa bay về phía trước, vừa nói. Ánh mắt Hàn Lập tùy ý quét qua khắp nơi, trên mặt không có một tia biến hóa, làm cho lão giả mặt xanh một mực âm thầm quan sát hắn cũng có chút nhược trí. Lại bay chốc lát, sắc mặt Hàn Lập chợt khẽ động. Bên trong sơn mạch phía trước xuất hiện một ngọn núi cực lớn, ngọn núi này cao ngất nguy nga, giống như một tòa núi thông thiên, kéo dài tới chân trời. Hàn Lập cũng đã từng thấy qua không ít ngọn núi hùng vĩ, nhưng không so được với ngọn núi khổng lồ trước mắt thiên địa linh khí phụ cận ngọn núi khổng lồ đột nhiên nồng đậm hơn nhiều, từ giữa sườn núi bắt đầu kiến tạo vô số kiến trúc cung điện lầu các, xa xa nhìn thấy dày như tổ ong. Mà trên đỉnh ngọn núi thình lình được bao phủ bởi một đoàn bạch quang cực lớn, lấp lóe sáng, vô luận là ánh mắt hay là thần thức đều không thể cảm giác được tình huống bên trong. Nghe nói bên trong Thương Lưu cung có 19 ngọn núi khổng lồ thông thiên, chính là nơi linh mạch hội tụ của Điểm Thương Sơn mạch, được xưng là 19 Thánh Phong. Ban đầu đại cung chủ thương lưu cung thi triển đại thần thông thông thiên triệt địa, lấy linh lực 19 tòa thánh phong làm căn cơ, tại mỗi đỉnh ngọn núi khổng lồ sáng lập ra một bí cảnh, được xưng là 19 thắng cảnh, không biết tòa trước mắt này là tòa thánh phong nào. Hàn lập chợt mở miệng hỏi, ha ha, kiến văn đạo hữu thật là uyên bác, chỗ này là, hoài quang, một trong 19 thánh phong. Trên mặt lão giả mặt xanh hiện lên một tia kinh ngạc, nói ra. Hàn lập nghe vậy, im lặng gật đầu nhẹ, Bên cạnh thánh phong hoài quang có một dòng sông rộng lớn vô cùng uốn lượn chảy qua, nước gợn cuồn cuộn minh mông, lao nhanh về phía trước. Nước bên trong dòng sông này có màu xanh lam, tản mát ra thủy chi linh lực vô cùng nồng đậm, thình lình cũng không phải là nước chảy bình thường, mà là cùng loại chân thủy nào đó. Ánh mắt hàn lập chớp lên, theo điển tịch trúc long đạo, còn có lúc trước siêu hồn hắc tu lão giả kia, hắn đã biết được không ít tình huống về thương lưu cung. Bên cạnh 19 thánh phong thương lưu cung đều có một dòng sông lớn chảy qua, 19 sông lớn này cũng được gọi là 19 chân hà. Mà 19 chân hà này cũng không phải là phàm hà, điểm thương sơn mạch có thủy chi linh mạch đặc thù khiến cho nước chảy trong 19 chân hà này chuyển hóa thành chân thủy, hơn nữa tính chất chân thủy trong 19 chân hà này cũng không giống nhau. Các tu sĩ qua các thời kỳ thương lưu cung lấy 19 đầu chân hà này làm cơ sở, sáng chế ra vô số công pháp thần thông thủy thuộc tính, phát triển đến tình trạng ngày hôm nay. Hai người bay một đường về phía trước, Dọc theo con đường này lại gặp vài tòa thánh phong cùng chân hà khác. Thực tế 19 đầu chân hà kia lại bắt đầu mơ hồ hội tụ về một chỗ. Gần nửa canh giờ sau, lão giả mặt xanh chợt ngừng lại. Ánh mắt Hàn Lập nhìn tới phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy mặt đất phía trước đột nhiên lõm xuống, hình thành một cái hố hình tròn lớn vô cùng, rộng chừng mấy vạn trượng, giống như một hố trời, tối như mực, sâu không thấy đáy. 19 đầu chân hà thình lình đều hội tụ ở chỗ này, chảy vào bên trong hố trời. Hình thành 19 thác nước cực lớn kinh thiên động địa, phát ra tiếng ầm ầm, lao nhanh xuống, cực kỳ đồ sộ. "Đạo hữu, xin mời đi theo ta." Lúc này lão giả mặt xanh dừng lại bên hố trời một lát, tựa hồ để cho Hàn Lập xem thấy cảnh trí vô cùng hùng vĩ bao la ở nơi này, sau đó mới bay xuống phía dưới. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, thân hình nhoáng một cái bay theo. Hai người tiến vào trong hố trời, bay xuống phía dưới, rất nhanh đã đến dưới đáy. Dưới đáy hố trời là một mặt nước rộng lớn có màu xanh da trời. 19 thác nước cửa đại đổ nghiêng xuống tập trung ở đây nhưng mặt nước lại cực kỳ tĩnh lặng một gợn sóng cũng không có giống như một khối lưu ly li màu lam cực lớn một tòa cung điện màu lam lơ lửng trên không mặt nước toàn bộ đại điện chỉ dùng một loại lam tinh thạch như nước kiến tạo thành tự nhiên hình thành chỉnh thể một điểm dấu vết xây cất trồng lên nhau cũng không thấy tựa hồ dùng một khối tinh thạch cực lớn điêu khắc thành trên khắp cung điện đều minh khắc từng đạo linh văn nở rộ từng trận hào quang trước cửa đại điện treo một tấm biển cực lớn trên đó viết ba chữ to thương lưu điện lão đạo mặt xanh mang theo hàn lập rơi vào trước thương lưu điện giờ phút này trước đại điện đã đứng sáu bảy người khí tức trên thân khổng lồ đều là tồn tại kim tiên lạc thanh hải cũng ở trong đó những kim tiên thương lưu cung này nhìn thấy hàn lập trên mặt đều có chút địch ý nhất là một đại hán trên trán mọc ra một cái sừng màu lam sắc mặt bất thiện một mực đánh giá hàn lập khí tức trên thân những kim tiên này mơ hồ phóng ra ngoài áp bách đến phía hàn lập hiển nhiên mang theo ý định thị uy nguyên lai là các hạ ngày đó từ biệt ở quan lan thành không thể tưởng được hôm nay đạo hữu lại đến nhà bái phỏng không tiếp đón từ xa mong rằng thứ tội lạc thanh hải chạy ra đón chào mỉm cười nói ánh mắt hàn lập lướt qua đám người trong lòng khẽ động có lẽ tất cả tu sĩ kim tiên thương lưu cung đều ở trong này lại nói tiếp thương lưu cung này không hổ là đại phái đỉnh cấp bắc hàn tiên vực thực lực quả nhiên bất phàm luận về số lượng tu sĩ kim tiên tính cả những người vẫn lạc ở Minh Hàn Tiên Cung thì cũng không ít hơn chút nào so với tu sĩ Trúc Long Đạo năm đó. Trong đám tu sĩ Kim Tiên ở đây thì có ba người đạt đến tu vi Kim Tiên Trung Kỳ. Lão đạo mặt xanh mang hàn lập tới đây chính là một trong số đó, còn có một thiếu phụ áo lam che mặt, người cuối cùng là độc giác đại hán kia. Nhất là độc giác đại hán kia, khí tức trên thân cuồn cuộn, thình lình đã đạt đến kim tiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách kim tiên hậu kỳ chỉ cách một đường nhỏ. Tất cả khí tức linh áp của mọi người nối thành một mảnh, áp bách đến như bài sơn đảo hải. Bất quá Hàn Lập cũng đã chính diện giao phong với công thâu cửu, há lại bị khí tức mấy tên kim tiên thương lưu cung này hù dọa. Lạc đại cung chủ, muốn gặp người thật đúng là không dễ dàng. Ánh mắt Hàn Lập yên tĩnh, đạm bạc nói. Ha ha, Lạc mỗ đang bế quan tu luyện, vì vậy phân phó trong môn không tiếp khách, đương nhiên đạo hiếu là ngoại trừ đấy, đám bọn hắn không biết đạo hiếu, kính xin chớ trách. Lạc Thanh Hải thấy Hàn Lập không bị linh áp chung quanh ảnh hưởng chút nào, ánh mắt bỗng nhúc nhích, vẻ mặt vẫn ôn hòa nói. Hàn Lập cười cười, không nói gì, đạo hữu ở xa tới là khách, mời vào trong đại điện. Lạc Thanh Hải lập tức nói ra, sau đó đi đầu dẫn đường. Hàn Lập dường như không thấy mọi người chung quanh, không chút do dự đi theo vào đại điện màu lam. Những kim tiền khác nước nhìn nhau, cũng yên lặng đi theo tiến vào đại điện. Đi vào đại điện, bên trong là một đại sảnh to chừng 3-40 trượng, thoạt nhìn là nơi để tiếp khách. Trong đại sảnh bố trí đơn giản, có hơn 10 ngọc trụ màu lam trên từng ngọc trụ đều khảm nạm một khối tinh thạch hình thoi, xả ra lam sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Chính giữa những cây ngọc trụ đặt hai hàng ghế dựa lớn màu lam. Đạo Hữu mời, Lạc Thanh Hải ngồi xuống ghế chủ tọa, tay chỉ một chỗ bên cạnh, nói ra. Hàn Lập cũng không khách khí ngồi xuống, những người khác cũng nhao nhao ngồi theo. Lại nói tiếp, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, nói ra thật xấu hổ, còn không biết tính danh Đạo Hiếu. Xuất thân từ môn phái nào? Lạc Thanh Hải trước giới thiệu mọi người tại đây một lần, sau đó bất động thanh sắc hỏi: "Tại hạ họ Liễu, về phần xuất thân chỗ nào, chư vị đạo hữu không cần hỏi nhiều." Liễu Mỗ cũng không phải là người Bắc Hàn Tiên vực, có nói sư môn các người cũng không biết. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra: "Nguyên lai là Liễu đạo hiếu, không biết lần này Liễu đạo hữu quang lâm Thương Lưu Cung ta, có gì chỉ giáo." Lạc Thanh Hải chắp tay cười cười, hỏi: "Nguyên do ta đến hỏi thăm chư vị chính là, Liễu Mỗ sau khi rời Hắc Phong Hải vực, đang định phản hồi tông môn, thì ở phụ cận quan lan thành bị hai gã kim tiên thương lưu cung các người mai phục đánh lén. Hoàn hảo liễu mố có chút thực lực, nếu không giờ phút này đã trôn xương trốn rừng hoang. Ta muốn hỏi lạc đại cung chủ một chút, việc này có phải là do các hạ sai khiến? Hàn lập lật tay lấy ra hai khối lệnh bài màu lam, trùng trùng điệp điệp đập lên trên bàn trà bên cạnh, lạnh giọng nói ra. Hai tấm lệnh bài này là hắn lục soát lấy được trong chữ vật pháp khí của bạch diện thư sinh cùng hắc tu lão giả, là lệnh bài thân phận của hai người. Đám người thương lưu cung thấy hai tấm lệnh bài, thần tình đều biến đổi. Đồng tử là Thanh Hải co rụt lại, bất quá gã cũng không nói lời nào. Từ đâu liễu đạo hiếu lại nói như vậy, thiết, thu hai vị cung chủ bổn môn mất tích tại quan lan thành, chỉ sợ là thân hãm địch thủ, chúng ta ở đây cũng đã vội vàng tìm kiếm. Hôm nay liễu đạo hiếu lại nói hai người bọn họ mai phục các hạ, việc này làm cho chúng ta hồ đồ rồi. Độc giác đại hán cười lạnh một tiếng nhìn về phía hàn lập, Ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Hàn Lập nhìn về phía độc giác đại hán, người này tên là Phùng Hải, chính là nam cực cung chủ trong Ngũ cực cung của Thương Lưu cung. Ngụ ý các hạ là Liếu Mỗ vụ Oan hai người bọn họ hả? Hàn Lập cười khẽ một tiếng, nhìn Phùng Hải hỏi, "Đại sự như thế làm sao chỉ có thể nghe một phía ngươi nói, Liếu Đạo Hữu nói bọn hắn đánh lén ngươi, vậy hãy lấy ra chứng cứ xác thực, tội danh như thế Thương Lưu cung chúng ta cũng không dám nhận loạn a." À. Phùng Hải lạnh lùng nói, "Hôm nay Liếu Mỗ tới đây, vốn là vì việc này đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, các người đã không tin, vậy cũng nên cáo từ. Lại nói tiếp, liễu mỗ có hai tên tiểu bối vừa vặn thiếu hai quả kim hồn đan, cáo từ. Hàn Lập nói một câu như có thâm ý, đứng dậy đi ra phía bên ngoài. Đám người thương lưu cung nghe vậy, trên mặt tất cả đều biến sắc. Làm ảnh lóe lên, độc giác đại hán xuất hiện phía trước ngăn cản đường đi của Hàn Lập, trầm giọng nói các hạ xem thương lưu cung chúng ta là địa phương nào, nói đến là đến, nói đi là đi. Muốn đi, vậy lưu nguyên anh thiết cung chủ và thua cung chủ lại. chương 530, điều kiện trao đổi, ngươi là ai, dám cản đường ta, cút ngay, hàn lập sát khí đại thịnh, kim quang lóe lên, cánh tay thô to thêm một vòng phát ra tiếng rốt giòn vang, năm ngón tay nắm chặt đấm một quyền về phía đại hán độc giác. Một tiếng ầm vang lên, cánh tay của hắn được kim quang trói mắt bao phủ, nhìn giống như được đúc bằng vàng dòng, phía trên mọc ra những đám lông sắc nhọn như kim châm. Hư không nơi quyền ảnh đi qua như bị xé rách, Phát ra những tiếng ma sát chói tai, tạo thành một đường bạch ngân bắt mắt. Quyền ảnh chưa tới, một cỗ lực lượng khổng lồ khiến người khác cảm giác hít thở không thông đã tràn ra trước. Sắc mặt đại hán độc giác biến đổi, vội lùi lại một bước, trên thân lam quang nồng đậm tỏa ra, hai cánh tay hào quang sáng chói rồi biến ảo thành hai cái vuốt rồng hung bạo. Đại hán hét lớn một tiếng, vung hai tay chém mạnh về phía trước. Trước người hắn lam quang lóe lên, hư ảnh hai cái vuốt rồng màu xanh nước biển to lớn đột một lao ra trên hai vuốt rồng được minh ấn vô số phù văn màu lam phía trong lòng hiển hiện những đạo hư ảnh sóng cuộn biển gầm nhìn huyền diệu không gì sánh được hai vuốt rồng đan chéo nhau chụp về phía quyền ảnh của hàn lập chỉ nghe một tiếng ầm vang lên quyền ảnh đấm nát tan nát hai hư ảnh vuốt rồng thành trăm nghìn mảnh nhỏ hóa thành vô số lam quang tán loạn trong không trung không những thế lại thêm một đoàn kim quang trói mắt phóng từ tay hàn lập phóng ra biến thành một quyền ảnh lớn hơn nữa hung hăng bạo ngược đánh tới đại hán độc giác kinh hoàng hai tay vội vã vung lên. Hai tiểu thuẫn hình tam giác xanh biếc từ trên người hắn bắn ra hóa thành hai bức tường ánh sáng long lanh chắn ngay trước người. Tường ánh sáng mới được dựng lên thì quyền ảnh cũng vừa tới. Âm, âm nổ vang, quyền ảnh bạo liệt hóa thành một cơn sóng màu vàng tản mát uy năng hủy thiên diệt địa cuốn hai bức tường ánh sáng vào. Hai bức tường vỡ nát trong uy lực khủng khiếp của từng cơn sóng, không có một chút phản kháng, tan thành từng mảnh. Một cỗ lực lượng cuồng bạo cuốn về bốn phương tám hướng khiến toàn đại điện lung lay như muốn đổ. Thân thể đại hán độc giác hứng chịu dư lực phản chấn, bị ép lùi về sau hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng lại được. Một tràng tranh đấu ác liệt nhưng kỳ thực chỉ phát sinh trong chớp mắt. Lam quang tiêu tán, không biết từ lúc nào Hàn Lập đã dịch chuyển tới chỗ đại hán đứng lúc nãy, trên tay còn cầm mấy mảnh tàn bảo của hai tiểu thuẫn hình tam giác. Hắn cười lạnh nắm chặt tay bóp mấy mảnh tàn bảo thành bột phấn, sau đó thở ơ thổi một hơi khiến bụi phấn bay tán loạn, từ trong đó tản ra một cỗ linh khí vô cùng nồng đậm. Đại hán độc giác thấy cảnh này, khóe mắt nhân lại, không dám vọng động. Những gã kim tiên khác của thương lưu cung thấy thế nhau nhau đứng dậy, sắc mặt đều không giấu được vẻ kinh hoàng. Đại hán độc giác mặc dù chỉ có tu vi kim tiên trung kỳ đỉnh phong nhưng không phải là tu sĩ nhân tộc, bản thân có huyết mạch cầu long, thân thể trời sinh đã cường hoàng không gì sánh được, mạnh mẽ không kém gì cảnh giới chân cực chi khu của huyền tiên vậy mà mới đánh đã bại, hơn nữa nhìn tình huống ai cũng biết đối phương còn chưa thi triển hết một góc nhỏ lực lượng. Hàn lập chậm rãi thu tay về, cũng không thèm liếc nhìn đại hán độc giác, lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước. Vù vù vù, đám kim tiên thương lưu cung bay vụt đến chặn ngay trước mặt hàn lập, trên mặt không giấu được sát khí, trên thân phát ra quang mang đủ màu. Tốt, hôm nay coi như hiểu được cách tiếp khách của thương lưu cung như thế nào. Hàn lập cười ha ha một tiếng, kim quang trên thân đại phóng. Toàn thân hắn mọc ra một bộ lông vàng óng, thân hình lớn thêm một vòng, tay chân dài ra, nhanh chóng biến thành một đầu cự viên màu vàng lớn hơn 10 trượng. Khí tức trên thân nhanh chóng tăng cường, đột ngột chạm ngưỡng kim tiên hậu kỳ, còn tỏa ra những luồng sát khí bạo ngược nồng đậm như thực chất, khí thế như rời núi lấp bể cuốn ra xung quanh. Đám kim tiên thương lưu cùng bị khí tức của Hàn Lập chấn nhiếp, thần sắc đều có chút sợ hãi. Dừng tay, vào thời khắc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn giữa Hàn Lập và đám kim tiên, không ai khác chính là Lạc Thanh Hải xem ra lạc đại cung chủ cũng muốn tham gia náo nhiệt. Kim quang lóe lên trong mắt cự viên, cười lạnh một tiếng nói ra, không có chút nào e ngại. Ha ha, liễu đạo hữu xin đừng hiểu lầm, lạc mỗ không có ý như thế. Các ngươi lùi lại cho ta, mỗi người tự về diện bích hối lỗi, không được sự cho phép của ta thì không được xuất quan. Liễu đạo hữu là khách quý của thương lưu cung, không phải chỗ cho các người bát nháo. Lạc thanh hải nhìn hàn lập cười cười, sau đó quay lại quát mắng đám kim tiên. Vâng nguyên đám kim tiên nghe vậy không dám nói thêm gì nữa nhao nhao thu hồi quang mang quanh thân nhanh chóng rời khỏi đại điện đại hán độc giác sau khi hung hăng chừng mắt nhìn hàn lập một cái cũng quay người lui ra ngoài hàn lập nhấp nháy đôi mắt to tròn kim quang trên thân lóe lên khôi phục hình người trong đại điện bây giờ chỉ còn lại hắn với lạc thanh hải liễu đạo hữu không dám gạt ngươi lần này vào minh hàn tiên phủ thương lưu cung chúng ta tổn thất nặng nề thiết cung chủ và thu cung chủ cũng đột nhiên vô cớ mất tích nên đám người trong cung tâm trạng không tốt, khó tránh khỏi mất bình tĩnh một chút, xin các hạ đừng để trong lòng. Lạc Thanh Hải mỉm cười nói với Hàn Lập, vô cớ mất tích, xem ra Lạc Đại Cung Chủ cũng cho rằng liễu mố hãm hại hai người kia, đã thế thì không còn gì để nói nữa rồi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng đáp lời, liễu đạo hữu xin chớ vội, cho Lạc mỗ chút thời gian giải thích. Thật ra với tu vi của ta với người đâu dễ dàng làm việc theo cảm tình nữa, tất cả đều nhìn vào lợi ích, lần này đạo hữu tới thương lưu cung chúng ta, chắc hẳn không đơn thuần chỉ để đòi một câu trả lời thôi chứ. Lạc Thanh Hải bình tĩnh nhìn Hàn Lập, cười nhạt nói. Hai hàng lông mày Hàn Lập giật giật, không nói thêm gì. Nguyên thần đăng của thiết cung chủ và thu cung chủ chưa tắt, xem ra do liễu đạo hữu nhân hậu còn hạ thủ lưu tình. Lạc Mộ ở đây thay mặt hai người bọn họ tạ lỗi, mong đạo hữu đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đừng so đo cùng bọn hắn nữa. Sắc mặt Lạc Thanh Hải nghiêm túc, chắp tay nói với Hàn Lập. Lạc đại cung chủ chớ nên hiểu lầm, hai người này lòng lang giả dạ thú, liễu mỗ còn chưa phá nát thần hồn chẳng qua còn không muốn bọn hắn chết dễ dàng như thế mà thôi. Mặt hàn lập lạnh như băng, chậm rãi nói ra, ha ha, xin liễu đạo hữu bất giận, không cần biết do việc gì khiến thiết cung chủ và thu cung chủ xung đột với các hạ. Chỉ cần liễu đạo hữu nguyện ý trả lại nguyên anh của bọn hắn không chút tổn hại, thương lưu cung chúng ta nguyện ý trả cho đạo hữu cái giá hài lòng. Lạc thanh hải cười ha ha trả lời, sao, các hạ có chắc ta sẽ đáp ứng hàn lập trầm mặc suy nghĩ một chút rồi nói ta tin tưởng trên thế gian bất cứ điều gì cũng có cái giá của nó chỉ cần đáp ứng được thì cừu địch cũng có thể trở thành bằng hữu lạc thanh hải nở một nụ cười còn sáng lạn hơn nếu lạc đại Cung chủ đã có thành ý như vậy thì được rồi nguyên anh hai người kia cũng không có tác dụng gì lớn với ta có thể trả lại cho các ngươi hàn lập gật đầu đồng ý đa tạ liếu đạo hữu không biết các hạ muốn bồi thường vật gì Bản môn từ trước đến giờ tài vật đều ít không thể so sánh được với Trúc Long Đạo hay Phục Lăng Tông, nhưng cũng sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Đạo Hiếu. Lạc Thanh Hải nghe vậy vui mừng chắp tay cảm ơn, tảng đá trong lòng cũng được gỡ bỏ. Bác Hàn Tiên vực vắng vẻ cằn cối, cũng không có cái gì khiến ta động tâm. Nhưng lúc ở trong Minh Hàn Tiên Phủ ta có nghe công thâu Đạo Hiếu nói thương lưu cung các ngươi có một bản công pháp tên là Thủy Diễn Tứ Thời Quyết có liên quan tới thời gian pháp tắc, không biết có thật không hàn lập thong thả đi tới một chiếc ghế ngồi xuống hỏi điều này thương lưu cùng chúng ta quả thật có công pháp này nhưng liếu đạo hữu vừa mới nói tới công thâu đạo hữu chẳng lẽ đó là giám sát sứ xuất hiện trong minh hàn tiên phủ công thâu cửu đại nhân lạc thanh hải nghe vậy kỳ quang trong mắt lóe lên vôi hỏi đúng thế chính là hắn hàn lập nhẹ gật đầu thì ra lần này liếu đạo hữu cũng tiến nhập minh hàn tiên phủ nhưng thời gian trong đó chúng ta lại không gặp nhau chẳng lẽ đạo hữu cùng với công thâu tiên sứ tiến vào cùng một lần Ánh mắt Lạc Thanh Hải hơi động một chút, hỏi tiếp. Bây giờ chúng ta đang bàn đến việc khác, Lạc Đại Cung chủ hình như hơi lạc đề thì phải. Hàn Lập nhíu mày nói, là Lạc mỗ lỡ lời, xin mời Liễu Đạo hữu tiếp tục. Lạc Thanh Hải cười cười nói, những việc khác ta không muốn nói nhiều, còn bây giờ nếu các người đem cho ta công pháp thủy diễn tứ thời quyết thì sẽ nhận được nguyên anh của hai người kia. Hàn Lập tỏ vẻ mất hứng thú do Lạc Thanh Hải hỏi quá nhiều, khó chịu nói thẳng. Thủy diễn tứ thời quyết là bí điển chấn cung của chúng ta, người nào muốn nghiên cứu đều phải được trưởng lão hội đồng ý. Liễu đạo hữu đưa ra yêu cầu này quả thực hơi khó, có thể thay đổi điều kiện khác được không? Lạc Thanh Hải tỏ vẻ khó xử đáp lời, điều kiện ta đã nói, đáp ứng hay không là việc của các ngươi. Ta chỉ có thể ở đây thêm một canh giờ nữa, nếu không nhận được công pháp thủy diễn tứ thời quyết thì nguyên anh hai tên này luyện chế thành kim hồn đan được rồi. Hàn Lập phất tay lấy ra một vật, vừa vuốt ve vừa lạnh nhạt nói. Lạc Thanh Hải nhìn thấy cảnh này, con người cũng co rụt lại. Vật hàn lập lấy ra là một tinh cầu màu trắng, bên trong phong ấn một nguyên anh màu lam, nhìn dung mạo chính là bạch diện thư sinh ngày trước. Nguyên anh màu lam nhìn thấy Lạc Thanh Hải, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng không thể động đậy chút nào, càng không thể thi pháp truyền âm. Nếu đã như vậy xin liếu đạo hiếu chờ ở đây một lát, Lạc Mỗ cần đi trao đổi với các trưởng lão khác một chút. Lạc Thanh Hải rời ánh mắt khỏi tinh cầu màu trắng, nhìn kỹ hàn lập một lượt rồi đi ra ngoài. Hàn Lập không thèm để ý tới hành động của Lão Hồ Ly, ngồi chơi đùa tinh cầu màu trắng trong tay. Lạc Thanh Hải đi ra khỏi đại điện, cho mày tỏ vẻ do dự. Nhưng hắn không đắn đo lâu, nhanh chóng đi về phía bên trái chẳng mấy chốc tới một gian thiền điện. Đám người rời đi lúc nãy tất cả đều đang tụ tập nơi này, vừa nhìn thấy Lạc Thanh Hải đi đến liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Đại cung chủ, tình hình như thế nào rồi? Lão đạo mặt xanh kia vội vàng hỏi, Lạc Thanh Hải không giấu giếm điều gì, đem tình huống trao đổi với Hàn Lập vừa xong thuật lại một lần. Cái gì, hắn muốn thủy diễn tứ thời quyết, si tâm vọng tưởng. Đại hán độc giác là người đầu tiên cho ý kiến, hừ lạnh nói. Đúng thế, thủy diễn tứ thời quyết là chấn phái bảo điển của thương lưu cung chúng ta, không thể truyền cho ngoại nhân được. Thiếu phụ che mặt cũng cho ý kiến, theo lời đại cung chủ thuật lại thì người kia chắc sẽ không thay đổi điều kiện, chỉ cần cự tuyệt thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì với thiết cung chủ và thu cung chủ nữa. Lão đạo mặt xanh không biết nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói: "Người kia mặc dù thực lực rất lợi hại, nhưng nếu tất cả chúng ta đồng loạt ra tay, lại có thêm cấm chế trong thương lưu điện hỗ trợ nữa, chẳng lẽ không đủ sức bắt hắn? Chỉ cần khống chế được người này thì còn lo gì việc cứu thiết cung chủ với thu cung chủ." Trong mắt đại hán độc giác lóe lên sát ý rồi nhanh chóng biến mất, lạnh giọng nói: "Những người còn lại nghe thấy thế, ánh mắt lộ hung quang, tỏ vẻ đồng ý. Chương 531, bộ công pháp thứ ba. Nam tử họ liễu này có khí thức quỷ dị, sát khí hung lệ này ta chưa từng thấy qua, cũng không phải là tu sĩ kim tiên bình thường. Người này nếu như dám đến thương lưu cung chúng ta, tất đã chuẩn bị hậu thủ, ta có thể cảm giác được trên người hắn còn ẩn tàng một loại sức mạnh cực lớn còn chưa thi triển. Ngoài ra, người này có khả năng quen biết với công thâu cửu, thân phận tất nhiên không tầm thường, chúng ta xuất thủ với hắn, dù có thành công hay không cũng mang lại cho tông môn phiền phức rất lớn, do đó tuyệt đối không thể manh động. Lạc Thanh Hải lắc đầu nói ra làm sao đại cung chủ lại xác định như thế độc giác đại hán khẽ giật mình hỏi ngày đó cửa vào tiên phủ mở ra lúc đó có bảy bức minh hàn sơn hà đồ xuất hiện những tu sĩ mang bảy bức sơn hà đồ vào ta đều gặp qua ở phụ cận cửa vào bất luận từ khí tức hay là hình dáng để phán đoán thì cũng không có người này trong đó người này đã vào minh hàn tiên phủ nhất định là đi cùng với công thâu cửu sử dụng bức minh hàn sơn hà đồ thứ tám tiến vào tiên phủ quan hệ giữa hai người tất nhiên không tầm thường lạc thanh hải chậm rãi nói ra những người khác nghe vậy, đều chậm rãi gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại giao thủy diễn tứ thời quyết cho hắn? Độc giác đại hắn có chút không cam lòng nói ra. Những kim tiên khác đều trầm mặc xuống, nhất thời không nói gì. Đại cung chủ, từ trước đến nay người túc trí đa mưu, việc này người quyết định luôn đi. Lão đạo mặt xanh mở miệng nói ra. Chư vị, hiện tại chính là thời khắc dung chuyển Bắc Hàn Tiên vực sau mấy chục vạn năm, tất cả đại phái Bắc Hàn Tiên cung, Phục Lăng Tông, Trúc Long Đạo đều bị tổn thương, chỉ có thương lưu cung chúng ta còn bảo trì thực lực tương đối hoàn chỉnh. Náo động lần này ẩn chứa vô số kỳ ngộ, giờ phút này là thời cơ tốt nhất để thương lưu cung chúng ta khuếch trương thế lực, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội này, thương lưu cung chúng ta một lần hành động áp đảo Phục Lăng Tông cùng Trúc Long Đạo, trở thành thế lực đệ nhất Bắc Hàn Tiên vực cũng chưa chắc không có khả năng. Lạc Thanh Hải chậm rãi nói ra, những người khác nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Nhiều năm qua, mặc dù Thương Lưu Cung là một trong ba đại cự phái của Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng thực lực vẫn luôn xếp sau phục lăng tông cùng trúc long đạo nếu như có thể một lần hành động vượt qua phục lăng tông và trúc long đạo không nói lấy được lợi ích khổng lồ chỉ cần phần vinh quang này đã khiến cho bọn họ dâng trào cảm xúc vậy ý đại cung chủ là độc giác đại hán hỏi muốn đạt mục tiêu này không thể thiếu lực lượng thiết cung chủ và thu cung chủ theo ý kiến ta hay là dùng thủy diễn tứ thời quyết đổi về nguyên anh hai người cho thỏa đáng lạc thanh hải nói như thế đại cung chủ nói không sai Cơ hội thương lưu cung chúng ta lập nghiệp trọng yếu hơn xa so với môn công pháp thủy diễn tứ thời quyết." Lão đạo mặt xanh tán đồng nói ra, "Đúng vậy a, à, huống hồ công pháp này tuy tốt, nhưng thời gian pháp tác ẩn chứa trong đó huyền diệu khó hiểu, từ xưa đến nay, thương lưu cung chúng ta cũng không có bao nhiêu người có thể tìm hiểu ra đạo lý trong đó, mặc dù những người kia là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng thành tựu cũng kém xa những người tinh thông pháp tắc khác, có thể nói là đổ phí thời gian." "Đúng vậy, cứ cho đi." có thể đổi về hai vị trưởng lão kim tiên, đáng giá. Những người khác nhau nhau gật đầu, độc giác đại hán còn có chút không cam lòng, nhưng thấy tất cả mọi người đồng ý, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu như thế, thanh phù trưởng lão, làm phiền ngươi đi lấy thủy diễn tứ thời quyết. Lạc thanh hải nói với lão đạo mặt xanh, vâng, lão đạo mặt xanh đáp ứng, quay người đi ra ngoài. Hàn lập ở trong đại điện vuốt vuốt bạch sắc tinh cầu, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến, là lạc thanh hải cùng lão đạo mặt xanh đi đến lạc đại cung chủ thời gian không sai biệt lắm các người thương lượng như thế nào rồi hàn lập không quay đầu lại mở miệng hỏi ha ha để cho liếu đạo hữu trở lâu đây là công pháp thủy diễn tứ thời quyết của bổn môn lạc thanh hải lật tay lấy ra một khối thẻ ngọc màu xanh lam đặt ở trên bàn trà lạc đại cung chủ quả nhiên là người thông minh hàn lập nhìn lạc thanh hải lật tay lại lấy ra một bạch sắc tinh cầu khác trong đó phong ấn nguyên anh hắc tu lão giả hắn đưa hai tinh cầu về phía lạc thanh hải sau đó đưa tay lấy thẻ ngọc màu xanh lam lạc thanh hải tiếp được hai tinh cầu trong tay hiện ra một đạo lam quang chui vào bên trong tinh cầu trên mặt rất nhanh lộ ra nét mừng rỡ hai nguyên anh ở trong tinh cầu chỉ bị giam cầm cũng không bị tổn thương gì lại đoạt xá thân thể khác hoàn toàn không có vấn đề thần thức hàn lập chui vào bên trong ngọc giản rất nhanh lui ra ngoài trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc như thế nào công pháp thủy diễn tứ thời quyết có vấn đề gì không lạc thanh hải thu hai bạch sắc tinh cầu vào thấy thần sắc hàn lập như vậy, hỏi. Không có, nếu như giao địch đã hoàn thành, liễu mỗ cáo từ. Hàn lập lắc đầu, thu ngọc giản vào, cất bước đi ra phía bên ngoài. Liễu đạo hiểu hà tất vội vã ly khai, không bằng ở lại mấy ngày tại thương lưu cung chúng ta, để ta làm tròn đạo chủ nhà đãi khách. Ánh mắt lạc thanh hải lộ ra một tia lo lắng, đuổi theo hai bước, nói. Không cần, liễu mỗ cũng không biết rõ tình hình công thâu đạo hiểu và chuyện ở minh hàn tiên phủ, lạc đại cung chủ không cần tốn thời gian nghe ngóng tin tức trên người liễu mỗ. Hàn lập liếc nhìn lạc thanh hải, từ tốn nói, thân sắc trên mặt lạc thanh hải cứng đờ, rất nhanh lại hồi phục, quay người nói với lão đạo mặt xanh, nếu như thế, tại hạ cũng không giữ lại, thanh phù trưởng lão, thay ta đưa tiến liễu đạo hiếu. Vậy, liễu đạo hiếu, mời, lão đạo mặt xanh đáp ứng, đi trước dẫn hàn lập ra khỏi đại điện, sau đó hóa thành hai đạo độn quang bay lên phía trên. Lạc Thanh Hải đưa mắt nhìn thân ảnh hai người biến mất, Đứng trong điện một lúc lâu mới quay người đi vào trong nội điện. Tầm nửa ngày sau, một đạo thanh sắc độn quang từ trong Điểm Thương Sơn mạch bắn ra, rơi xuống một đỉnh núi nhỏ, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Hắn quay người nhìn lại Điểm Thương Sơn mạch khổng lồ, trong mắt hiện lên nét cười. Vào lúc này, trên người hắn lóe lên kim quang, thân ảnh kim đồng hiện ra. Kim Đồng, lần này nhờ ngươi rồi, nếu không chuyến này cũng sẽ không thuận lợi như vậy." Hàn Lập nói với Kim Đồng, lúc trước bên trong Thương Lưu Cung hắn mượn cơ hội biến thân cử viên, thu liếm tiên linh lực trong cơ thể lại, ngược lại để cho kim đồng phóng xuất ra khí thức linh áp kim tiên hậu kỳ, kết hợp ngôn từ nửa thật nửa giả, làm cho lạc thanh hải vốn trời sinh tính đa nghi trở nên do dự. Hai con nguyên anh đại thúc ngươi không cho ta ăn, lại cầm đi cho người khác. Hai tay kim đồng chống nạnh, bất mãn nói. Hàn lập cười cười, lật tay lên, hai nguyên anh một đỏ một lam xuất hiện trong tay hắn, bỗng nhiên cũng đều là nguyên anh kim tiên. Như vậy còn tạm được, Kim Đồng phát ra một tiếng hoan hô, đoạt lấy hai nguyên anh kia. Hai nguyên anh này là hắn lấy được từ trong túi chữ vật của công thâu cửu, trên người chúng có chừng bảy, tám đạo phù phong ấn nguyên anh Kim Tiên, không biết có phải là gã lấy được từ trong minh hàn tiên phủ hay không. Hàn lập đuổi Kim Đồng sang một bên, lấy ra ngọc giản thủy diễn tứ thời quyết, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần trước ngẫu nhiên đạt được huyến thần bảo điển của Phục Lăng Tông, tuy rằng chưa kịp tìm hiểu triệt đề, nhưng lại làm hắn nhớ tới thủy diễn tứ thời quyết được lưu truyền tại Bắc Hàn Tiên Vực dù sao cũng phải ly khai Bắc Hàn Tiên Vực, vì vậy hắn dứt khoát gom tới tay tam đại công pháp thời gian pháp tắc của Bắc Hàn Tiên Vực, cho nên mới có hành trình đi đến Thương Lưu Cung lần này. Chợt nhìn lại, Thủy Diễn Tứ Thời Quyết khác với chân ngôn hóa Luân Kinh và huyễn thần Bảo Điển, là một môn lấy thủy chi lực làm cơ sở, khai triển công pháp thay đổi thời gian pháp tắc. Có điều càng làm cho hắn ngạc nhiên là, hắn phát hiện tựa hồ giữa ba môn công pháp chân ngôn hóa Luân Kinh, huyễn thần Bảo Điển, còn có Thủy Diễn Tứ Thời Quyết này có chỗ giống nhau hắn xem thẻ ngọc màu xanh lam trong tay, ánh mắt lập lè. Chẳng lẽ tam đại công pháp thời gian của Bắc Hàn tiên vực tồn tại liên quan nào đó? Rất nhanh Hàn lập lắc đầu, thu thẻ ngọc màu xanh lam vào. Bây giờ không phải là lúc tìm hiểu, vẫn nên mau rời khỏi Bắc Hàn tiên vực thì tốt hơn. Hắn vung tay lên, phi xa bích ngọc hiện ra. Đi, Hàn lập phất tay phát ra một đạo thanh quang, bao quanh kim đồng đang luyện hóa nguyên anh kim tiên một bên, lọt vào bên trong phi xa. Phi xa bích ngọc sáng ngời hào quang, hóa thành một đoàn bích quang bay về một hướng. Hướng kia, đúng là lối vào man hoang giới vực, một nơi cách Bắc Hàn tiên vực không biết bao nhiêu vạn dặm. Nơi này bầu trời xanh thẳm giống như mới được tẩy rửa, nhiều đóa mây trắng cực lớn phiêu đáng, từng con linh cầm bay múa qua lại trên không. Hết thảy nơi đây đều sáng ngời huy hoàng, tựa hồ không có một chút âm u nào. Phía trên mây trắng rõ ràng là một thế giới tiên khí càng giạt rào, lúc nhà lúc nhúc từng ngọn núi lớn trôi lơ lửng chỗ đó. Từng tòa núi tiếp từng tòa, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, không biết có bao nhiêu tòa. Những ngọn núi này có lớn có nhỏ, lớn chừng trăm vạn trượng, to khổng lồ đứng vững ở đó, nhỏ nhất cũng cỡ mấy ngàn trượng. Trên mỗi tòa sơn phong đều xây dựng một tòa hoặc là vài tòa kiến trúc hùng tráng đẹp đẽ. Những kiến trúc này nối tiếp san sát nhau, phong cách khác lạ, nhưng có một điểm giống nhau, đó là tất cả đều sáng chói kim quang, tản mát ra từng vòng hào quang màu vàng sáng ngời. Ở giữa những ngọn núi, từng đạo cầu vồng ánh sáng kết nối nhau nghiễm nhiên là một cảnh tượng thiên cung. Có một ngọn núi to chừng vài chục vạn trường lơ lửng giữa không trung, toàn thân ngọn núi khổng lồ này hiện ra màu vàng nhạt, trên núi bỗng nhiên minh khắc từng đạo linh văn màu vàng, sáng lấp lóe. Có vài chục ngọn núi nhỏ bé lơ lửng ở chung quanh, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng là ngọn núi khổng lồ màu vàng. Đứng sừng sững trên đỉnh ngọn núi khổng lồ là một tòa cung điện màu vàng óng, nở rộ vạn đạo kim quang. Đại điện cao chừng trăm trượng, Toàn thân dùng một loại tài liệu ngọc thạch màu vàng không biết tên kiến tạo thành, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo hoa mỹ. Trên đỉnh cửa đại điện treo một cái bảng hiệu màu bạc, trên đó viết ba chữ to Lăng Hư Điện. Trên những ngọn núi nhỏ xung quanh ngọn núi khổng lồ màu vàng kia cũng không có bỏ trống, tọa lạc không ít kiến trúc, có rất nhiều chỗ dược viên, còn có rất nhiều mảnh đan thất. Trên đỉnh một ngọn núi gần nhất với ngọn núi khổng lồ màu vàng là một mảnh trang viên lớn, bên trong bỗng nhiên nuôi dưỡng tất cả tiên thú, mấy thanh niên người hầu đang chăm sóc ở bên trong. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc cầu vồng từ đằng xa bay đến, vượt qua trên không trang viên, bay về hướng ngọn núi màu vàng khổng lồ. Bạch sắc cầu vồng lướt qua, một cỗ uy áp khổng lồ cuồn cuộn lướt qua. Trung quanh trang viên vang lên tiếng ông ông, hiện ra một cái lồng ánh sáng màu xanh thật lớn, chống đỡ lại những uy áp khổng lồ này, nhưng vẫn có một chút thẩm thấu qua quang cháo cấm chế. Lập tức những tiên thú trong trang viên rối loạn tưng bừng, sắc mặt những người hầu kia đột nhiên trắng bệch, nhào nhào ngã dạp trên mặt đất. Đợi uy áp biến mất, mấy người mới run rẩy đứng lên, phần lớn trên mặt đều mang vẻ ước ao. Chương 532, Sơ Lâm Nguyên Hoang, vị đại nhân vừa nãy là ai? Thật là uy phong, gã hầu trẻ tuổi vừa cao vừa gầy nhìn về phía đỉnh ngọn núi sắc vàng khổng lồ kia, hưng phấn hỏi. Tôn huynh người vừa mới được điều đến Lăng Hư cung, vì vậy không biết cũng phải. Vị đại nhân kia chính là Từ Vân Bình, Từ đại nhân, đệ tử thứ năm của Lăng Hư Tiên Tôn đại nhân. Gã hầu mặt vuông lớn tuổi hơn đứng bên cạnh đáp lại: "Tu vi từ đại nhân càng ngày càng lợi hại hơn rồi." Một gã hầu mày rậm mắt to khẽ nói: "Lúc trước ta có nghe từ đại nhân vẫn luôn bế quan khổ tu, muốn đột phá bình cảnh thái ất trung kỳ. Giờ ngài xuất quan, hẳn là đã thuận lợi đột phá, có điều cảnh giới dường như chưa củng cố hoàn toàn, không thì không để linh áp thoát ra ngoài thế này đâu." Gã hầu mặt vuông lại nói: "Nghe nói từ đại nhân chỉ vừa bái làm môn hạ của Lăng hư tiên tôn đại nhân mấy chục vạn năm." vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới thái ất trung kỳ, nếu chúng ta có được một phần trăm tư chất của ngài, cũng sẽ không bị vây ở cảnh giới này nhiều năm như vậy. Gã hầu mày rậm thở dài nói, từ đại nhân chính là tu sĩ hạ giới phi thăng lên, tiềm lực bậc này không phải ai cũng mơ tới, trong mấy đại đệ tử của lăng hư tiên tôn đại nhân cũng là bậc nhất, há để mấy người chúng ta so sánh sao. Gã hầu mặt vuông tự diễu một tiếng, mấy người ba hoa khoác lác vài câu, lại tiếp tục công việc. Vệt cầu vồng bạch sắc hạ xuống tiền điện trên đỉnh núi khổng lồ, đột quang thu lại, hóa thành một thanh niên khoác kim bào. Ngũ quan người này khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt rừng ở nơi nào cũng hiện ra khí thế sắc bén. Hai bên đại điện là hàng kim giáp vệ sĩ đứng im, cầm đao, trượng, kiếm, ra rẻ ánh lên vầng sáng kim khí.